Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 4. Bọn họ tìm ta làm gì? Lẽ nào công chúa có tình huống khác thường? Lý Vân Tiêu ngoẹo cổ nghĩ một chút, hẳn là sẽ không mới là a. Ta là tới mượn tăng cường trận pháp dùng một lát. Lục Giao làm ra một tư thế xin mời. Trước tiên đi gặp Trương Đại Sư cùng Hứa hội trưởng a, ngài đi theo ta. Tuy rằng nàng cũng không biết sự tình Lý Vân Tiêu trị liệu công chúa, nhưng từ nét mặt của những thuật luyện sư thâm niên trong công hội kia có thể thấy được, bọn người hội trưởng đối với Lý Vân Tiêu là vô cùng coi trọng. Lý Vân Tiêu là không muốn đi, nhưng nghĩ tới mình còn có chỗ cầu người ta, đành phải đi gặp một lần. Lục Giao nhìn hắn một bộ phiền phức, trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu là những người khác nghe được hai vị đại sư này triệu kiến, sợ là đã sớm hưng phấn nhảy lên, tiểu tử này lại thiếu kiên nhẫn. Cũng không biết hắn là xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu theo Lục Giao lên lầu 3, đi vào một gian phòng rộng rãi, không chỉ là Hứa Hàn, ngay cả Trương Thanh Phàm cũng có mặt. Hai người vừa thấy hắn, trong mắt đều lướt qua sắc mặt vui mừng, tựa hồ không dám bất cẩn, vội vàng đứng dậy gật đầu, xem như là phương thức đồng cấp trong lúc đó chào hỏi. Lục Giao cả kinh suýt chút nữa cắn đầu lưỡi, nàng không dám lưu lại, vội vàng chào hỏi liền rời đi. Nhưng Lý Vân Tiêu lại thản nhiên, đi thẳng tới trước mặt hai người, trực tiếp ngồi xuống, nhấc chân lên nói. Các ngươi tìm ta có việc gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không khỏi cười khổ. Trương Thanh Phàm lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Lý Vân Tiêu nói. Đây là quốc vương bệ hạ phát thiệp mời thiết yến quần thần, một là chúc mừng Lạc Vân Thường lên cấp thuật luyện sư, hai là vì ăn mừng chữa trị công chúa. Trừ ngươi ra, còn có thể mang theo 5 tùy tùng. Lý Vân Tiêu tiếp nhận một tấm thiệp mời, sau khi trầm tư một lát liền cất đi. Chỉ chút chuyện này, Trương Thanh Phàm thấy hắn hơi không kiên nhẫn, cười khổ nói ngay vào điểm chính. Chúng ta muốn biết, ngươi có phải là đệ tử của Dương Địch Đại Nhân hay không? Lý Vân Tiêu nói. Không, không phải. Trương Thanh Phàm đầy vẻ nghi hoặc. Vậy phù sinh ấn cùng kim châm trích huyệt thuật của ngươi? Lý Vân Tiêu trực tiếp ngắt lời nói. Không còn chuyện gì ta đi trước. Hắn không có tâm tư đàm luận những chuyện này, cũng căn bản nói không rõ ràng, đứng dậy liền muốn rời đi. Trương Thanh Phàm sững sờ, còn không ai dám bỏ qua mặt mũi của hắn như thế. Hắn nhìn Hứa Hàn một chút, nhất thời nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, lúc này mới cười khổ nói. Vân Thiếu làm sao không nhẫn nại như thế, lần này mời ngươi tới là cảm tạ ngươi cứu mạng công chúa. Chút lễ mọn này là ta cùng Hứa lão vì ngươi chuẩn bị. Trên mặt bàn có hai hộp ngọc, một lớn một nhỏ, Trương Thanh Phàm trực tiếp đẩy lên trước người Lý Vân Tiêu, cười tủm tỉm nhìn hắn. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, mở ra hộp ngọc nhỏ, bên trong có một huy chương tinh xảo khéo léo nằm ở trong đó, cũng không biết là vật liệu gì chế thành, cầm trong tay không phải vàng không phải ngọc. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Huy chương cấp 2 thuật luyện sư. Hứa Hàn cười nói. Phương pháp kim châm trích huyệt của Vân Thiếu, thực lực cách xa cấp 2 thuật luyện sư. Nhưng chỗ ta chỉ là phân hội cấp 5 của thuật luyện sư công hội, chỉ có quyền lợi phân phát huy chương cấp 2. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là oan ức Vân Thiếu, muốn chứng thực cao hơn nữa, nhất định phải đến phân hội cấp 4 nghiệm chứng. Lý Vân Tiêu chỉ hơi trầm ngâm, liền để vào trong giới chỉ. Vật này cũng không tệ, những thứ khác không nói, chỉ là mỗi tháng phát bổng lộc cũng là con số không nhỏ, đa tạ. Hứa Hàn lộ ra nụ cười hiểu ý, chỉ vào cái hộp lớn nói. Vân Thiếu nhìn cái này một chút. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Không cần nhìn cũng biết là một kiện huyền binh. Hắn mở nắp hộp ra, quả nhiên có một thanh trường kiếm màu bạc nằm ở bên trong, tỏa ra điểm điểm hàn quang. Thủy quang ở trên thân kiếm chảy xuôi, như một vũng bích tuyền, mười phần linh tính, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Kiếm này tên là Xuân Thủy, chính là tác phẩm đắc ý nhất của cuộc đời ta, cấp bậc cấp 3, Vân Thiếu cảm thấy làm sao? Trương Thanh Phàm đắc ý giải thích, trong mắt lóe ra một tia không bỏ. Nhưng trong lòng hai người bọn họ ngứa ngáy, vạn phần muốn học phương pháp kim châm trích huyệt, cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ đi yêu thích. Phương pháp kim châm trích huyệt giá trị cách xa huyền binh này, ban đầu hai người còn lo lắng đây là sư thừa bí pháp của Dương Địch, không thể truyền ra ngoài. Sau khi nghe Lý Vân Tiêu nói không phải Dương Địch thân truyền, tự nhiên không tồn tại những lo lắng này, lúc này mới yên tâm đem bảo bối lấy ra. Lý Vân Tiêu cầm lấy trường kiếm, tỉ mỉ nhìn một phen, khen. Không tệ,
tuy rằng còn có rất nhiều tì vết, nhưng lấy thực lực cấp 3 thuật luyện sư của ngươi, có thể luyện chế ra huyền binh loại phẩm chất này, xác thực là đáng quý. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều sạm mặt lại, tiểu tử này nói chuyện thật là tức chết người, bảo kiếm chân phẩm như vậy, dĩ nhiên nói còn có rất nhiều tì vết. Lý Vân Tiêu nhìn bọn họ một chút, cười nhạt nói. Các ngươi không phục lắm đúng không? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Xuân Thủy kiếm này chủ tài hẳn là huyền thủy huyễn thiết cấp 4. Dựa theo dòng suy nghĩ của các ngươi, khẳng định cảm thấy các loại tài liệu cấp càng cao, luyện chế huyền binh liền càng tốt. Nhưng thực lực cấp 3 của ngươi căn bản là không cách nào lý giải kết cấu của vật liệu cấp 4, chỉ có thể cứng rắn thay đổi hình thái. Như vậy luyện chế ra huyền binh, tuy rằng ở trên cấp bậc là cấp 3, nhưng ngược lại vững chắc không bằng vật liệu cấp 3 chế tạo huyền binh. Tuy rằng phát huy ra uy lực lớn hơn, nhưng đối với võ giả yêu cầu cũng càng cao, hơn nữa rất dễ tổn hại. Hắn nói mấy câu nhất thời làm hai người cả kinh dại ra, dồn dập rơi vào trầm tư. Vấn đề này bọn họ chưa từng nghĩ tới, chỉ là một mực muốn tăng lên phẩm chất cùng đẳng cấp của huyền binh. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, một luồng khí thế tông sư dần dần tản mát ra, phảng phất trở lại lúc trước khi ngã xuống, tại tổng bộ thuật luyện sư công hội, quay về tất cả thuật luyện sư trên toàn bộ đại lục giảng kinh khai đạo. Đầu tiên chọn chủ tài cũng đã 10 phần sai, phụ tài cũng giống như vậy. Tất cả đều là tuyển dụng vật liệu cấp 4, ngươi không cách nào khống chế kết cấu của chúng, làm sao có thể hài hòa dung hợp lại với nhau. Chỉ là dựa vào hồn lực cùng chân hỏa không ngừng mạnh mẽ dung hợp, tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng cũng không phải một thanh kiếm hoàn chỉnh, mà là dùng may vá ghép lại với nhau. Trương Thanh Phàm thẳng tắp nhìn Xuân Thủy kiếm của mình, thanh huyền binh xưa nay mình là càng xem càng thỏa mãn, giờ khắc này ở trong mắt hắn lại đột nhiên thành một thất bại phẩm. Thật giống như xếp gỗ chồng chất lại với nhau, càng xem càng có vấn đề. Trong đôi mắt Hứa Hàn cũng là một mảnh mê man, rơi vào suy nghĩ nặng nề. Hai người không dám nói một câu, cẩn thận nghe Lý Vân Tiêu giảng giải. Cuối cùng nói thủ pháp luyện chế cùng lựa chọn chân hỏa cũng chưa chắc là càng mạnh càng tốt, Trương đại sư ngươi dùng hẳn là yêu hỏa a. Hơn nữa là yêu thú thuộc tính hỏa, như vậy trực tiếp tổn hại đến thuộc tính thủy của huyền thủy huyễn thiết. Mà thủ pháp luyện chế cũng rất thô ráp, không có các bước dung hợp tốt. Như vậy luyện chế ra đồ vật, ngoại trừ đẳng cấp vẫn được ra, người còn muốn hy vọng nó làm gì? Lý Vân Tiêu nói xong, hai người triệt để ngây người như phỗng, chỉ ngây ngốc nhìn thanh xuân thủy kiếm. Vừa nãy là càng xem vấn đề càng nhiều, hiện tại hoàn toàn là càng xem càng thành đồ bỏ đi, thế này sao lại là kiếm? Rõ ràng chính là đồng nát sắt vụn a. Vân Tiêu đại sư. Vậy như thế nào mới có thể luyện chế ra huyền binh phẩm chất cao? Trương Thanh Phàm không dám thở mạnh một hồi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Lý Vân Tiêu ở trong mắt hắn, đã không còn là thiếu niên thần bí, mà là một vị thuật luyện đại sư cao cao tại thượng. Hứa Hàn cũng cẩn thận hô hấp, vỉnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Hai người đều là một bộ dáng dấp ham học hỏi như khát. Phải biết tới cấp bậc như bọn hắn, đặc biệt là ở nơi như Thiên Thủy Quốc. Đã không có ai có thể chỉ điểm bọn họ thuật luyện, chỉ có tự mình không ngừng nỗ lực tìm tòi, mới có thể hơi có chút thu hoạch. Vì lẽ đó tại Thiên Thủy Quốc, quan hệ của hai người cũng không phải bình thường, vừa là thầy vừa là bạn, lẫn nhau học tập, đồng thời tăng cao. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người, trong nháy mắt đem con đường trước mắt bọn họ mở ra, phía trước nguyên bản tối tăm, lại hiện ra một thái dương đại đạo, hai người đã mơ hồ trông thấy tầng thứ cao hơn trên thuật luyện chi đạo này. Đang hướng bọn họ vẫy tay. Cơ hội như thế tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Trong tâm hai người đều dị thường kích động, thần thái trở nên hết sức khiêm tốn, hoàn toàn là một bộ học sinh thỉnh giáo. Lý Vân Tiêu cười nói, ta vừa vặn muốn luyện chế huyền binh của mình, liền mượn luyện chế thất của các ngươi dùng một lát. Có thể học được bao nhiêu, liền xem chính các ngươi. Có thể học được bao nhiêu, liền xem chính các ngươi. Câu nói như thế này dĩ nhiên là một thiếu niên 15 tuổi cùng hai vị thuật luyện đại sư nói, nếu bị người ta biết, kia nhất định là sẽ chấn kinh. Nhưng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn chỉ là sững sờ một khắc, liền lập tức hiện ra vẻ đại hỉ. Thông qua buổi nói chuyện vừa nãy, thực lực của Lý Vân Tiêu ra sao bọn họ còn không biết, nhưng ít ra ở tri thức cùng nhận thức là mạnh hơn bọn họ. Cái gọi là người giỏi làm thầy, ở trên thuật luyện thuật, có thể học được nửa điểm tri thức. Đó cũng là sự tình cực kỳ hiếm thấy. Tất cả mọi người là mèo khen mèo dài đuôi, thuật luyện sư phổ thông chỉ có thể thông qua mình khổ sở tìm tòi, mới có thể có tiến triển nhỏ bé.
đặc biệt là đến trình độ như hai người bọn họ, chỉ dựa vào tự mình nghiên cứu, đã rất khó đạt được tinh tiến. Vì lẽ đó có bất kỳ cơ hội nào đều sẽ không buông tha. Hứa Hàn lập tức phân phó, rất nhanh một gian luyện kim thất tốt nhất liền chuẩn bị xong. Ngoại trừ Hứa Hàn cùng Trương Thanh Phàm ra, Lý Vân Tiêu còn cố ý gọi Cổ Vinh tới đồng thời quan sát. Cổ Vinh càng là kích động không thôi, lần trước sự tình Tuấn Lương để hắn bỏ qua cơ hội học tập kim châm trích huyệt, để hắn ảo não hối hận phát điên. Cố ý đem hết thảy đồ đệ cùng học viên gọi tới, mạnh mẽ răn dạy một phen. Yêu cầu tất cả mọi người đều phải bế quan khổ tu, không cho ở bên ngoài sinh sự, bằng không trục xuất sư môn. Sợ đến một đám đệ tử làm việc làm người đều thu lại không ít. Trận pháp phụ trợ luyện chế thiết trí ở tầng thứ 5 của thuật luyện sư công hội, tầng thứ 5 to lớn chỉ có một đại trận như thế, nhìn qua tương tự như truyền thống trận pháp, mặt trên khắc đầy đồ án lít nha lít nhít phức tạp, tỏa ra khí tức cổ điển trầm ổn. Lý Vân Tiêu khen, điều kiện ở Thiên Thủy Quốc quả nhiên không tệ, Già Lam học viện có khu vực trọng lực, một thuật luyện sư công hội cấp 5 dĩ nhiên có trận pháp phụ trợ bực này, thực sự ra ngoài dữ liệu của ta. Lần này luyện chế sẽ đơn giản không ít. Hứa Hàn cười nói, những thứ này đều là thời điểm Dương Địch đại nhân còn ở đây thiết trí. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Cổ Vinh, ngươi lại đi giúp ta chuẩn bị một ít vật liệu, đều là một ít đồ vật bình thường, bên trong công hội nên có đủ. Hắn báo ra một danh sách, Cổ Vinh vội vàng để tâm ghi nhớ. Chờ niệm xong, Cổ Vinh mới sờ sờ đầu, kinh ngạc nói. Này, những thứ này không phải nguyên liệu luyện đan sao? Lý Vân Tiêu nói. Không sai, ta mới vừa thu một đồ đệ, dự định giúp hắn luyện chế chút giải độc đan cùng trùng nguyên đan. Cái trận pháp phụ trợ này đẳng cấp vượt qua dự tính của ta, có thể ở thời điểm luyện khí tiện thể luyện đan luôn. Hứa Hàn. Trương Thanh Phàm. Cổ Vinh. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Còn đứng đờ ra đó làm gì, còn không mau đi. Cổ Vinh một mặt khổ qua nói. Vân thiếu, luyện chế loại đan dược này giao cho ta là được, lão gia ngài vẫn là chuyên tâm luyện khí đi. Đùa gì thế, một trận pháp đồng thời luyện khí thêm luyện dược, chưa từng nghe qua có loại việc này. Hiếm thấy Lý Vân Tiêu chịu tự mình ra tay, hắn không muốn nhìn thấy một lần luyện chế thất bại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nhất thời chìm xuống. Cổ Vinh, nguyên lai ngươi không có hứng thú xem ta luyện chế. Sự tình lần trước ta còn không. Vân thiếu chờ, chỉ 5 phút. Vẻ mặt Cổ Vinh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhanh như tia chớp xông ra ngoài, thời điểm hô lên câu nói này đã rơi xuống mấy tầng thang lầu. Hứa Hàn cũng nuốt ngụm nước miếng, không khỏi nói. Vân Tiêu đại sư, đừng nói một trận pháp tiến hành hai loại luyện chế không giống, coi như là hai trận pháp tách ra luyện chế, cũng là chưa từng nghe thấy a. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu bất biến, lạnh nhạt nói. Hiện tại ngươi chưa nghe nói, lập tức liền có thể tận mắt thấy. Trương Thanh Phàm nhẹ nhàng đẩy Hứa Hàn, khẽ lắc đầu ra hiệu, hai người dùng ánh mắt nhẹ nhàng giao lưu một hồi, ý tứ là người trẻ tuổi tính tình gấp, tính khí kích động, hơn nữa thích hồ đồ, chờ sau đó hắn luyện chế thất bại, ăn chút vị đắng, sau khi gặp khó dĩ nhiên sẽ cải chính. Hiện tại liền tùy theo hắn đi thôi. Rất nhanh Cổ Vinh liền vọt vào, trong tay mang theo một cái túi đựng đồ, đem vật liệu dồn dập đổ ra. Lý Vân Tiêu báo nguyên liệu đều là vật liệu phổ thông, hắn một mạch đem toàn bộ tồn kho mang tới, chất thành một đống trên mặt đất. Lý Vân Tiêu kiểm tra một lần, hết sức hài lòng. Hắn vòng quanh trận pháp trung ương đi một vòng, bốn phía đều bày đủ loại phụ khí luyện chế, hắn tuyển chọn một lò luyện đan, nhẹ nhàng vỗ một cái, phát sinh tiếng kêu ngân vang. Hừm, liền cái này. Lý Vân Tiêu nhấc lên lô đỉnh trực tiếp vứt ở bên trái trận pháp, một chưởng vỗ xuống. Nắp lò nhất thời bay lên. Hắn tiện tay chảo một cái, các loại vật liệu trên đất dồn dập bay vào trong lô, nắp lộ oanh một tiếng phủ xuống. Cổ Vinh kinh ngạc nói. Vân thiếu, ngươi không phải muốn luyện hai loại đan dược sao? Lý Vân Tiêu ân một tiếng nói. Giảm bớt phiền phức, đem vật liệu đồng thời bỏ vào đồng thời luyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái gì, một lò luyện hai loại đan dược? Vật liệu đồng thời bỏ vào. Cổ Vinh mắt choáng váng. Hơn nữa còn đồng thời luyện chế huyền binh. Lần này ngay cả Trương Thanh Phàm cũng không bình tĩnh lên, đầu óc ngất ngất, trời ạ, tiểu tử này thật sự hiểu thuật luyện sao? Mình là chuyện gì thế này? Làm sao sẽ tùy theo hắn làm bừa như vậy? Còn gọi hắn là Vân Tiêu đại sư.
trong đầu hắn liên tiếp hiện ra dấu chấm hỏi, thậm chí bắt đầu đối với sự thông minh của mình sản sinh hoài nghi, dĩ nhiên sẽ tin tưởng tiểu tử này. Hứa Hàn cũng triệt để té xỉu, hai người mình đều sắp hơn 100 tuổi, làm sao lại cùng tiểu hài tử này đồng thời hồ đồ lên. Đều do lúc trước bị hắn nói mấy câu dọa dẫm, hiện tại vừa làm, liền để lộ nội tình. Ai nha, lúc đó trực tiếp hỏi hắn lấy pháp môn kim châm trích huyệt là được rồi, còn đần độn đến nhìn hắn luyện khí. Trời ạ, ta lại phát cho hắn huy chương thuật luyện sư cấp 2, đầu của ta có phải là bị ván cửa kẹp. Sắc mặt của hai người như xương đánh cả, âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu một mình hồ đồ lên. Trong tâm bọn họ đã rơi xuống phán đoán cho Lý Vân Tiêu, một công tử bột chỉ có thể nói bốc nói phét, không biết từ nơi nào ngẫu nhiên học được phương pháp kim châm trích huyệt. Càng làm cho bọn họ phiền muộn chính là, hai người mình ở Thiên Thủy Quốc là nhân vật số 1 số 2, dĩ nhiên trong lúc nhất thời bị che mắt, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi để nơi nào a? Ngay thời điểm ba người mỗi người có tâm tư riêng, Lý Vân Tiêu rốt cục bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ nhàng đạp ra một bước, thân thể bỗng nhiên ở trong trận pháp xoay tròn, dưới chân tựa hồ dẫm một bộ bước tiến kỳ dị, bước tiến phối hợp quyết ấn trong tay, mỗi bước ra một bước, liền tương ứng có một đạo pháp quyết đánh vào trong trận pháp. Hơn 100 viên nguyên thạch khảm nạm ở bốn phía trận pháp bắn mạnh ra nguyên khí cuồng bạo, dồn dập tụ hợp vào trong trận pháp, những đồ án khắc họa kia, như kinh mạch trong thân thể, ở dưới nguyên khí rội rửa lung lay lên. Nhưng cũng không phải là hết thảy đồ án đều có nguyên khí chảy qua. Một trận pháp to lớn chỉ có mấy vị trí ở chính giữa tỏa ra nguyên khí mãnh liệt, từng tia chân hỏa từ trong mắt trận xì ra, bắt đầu tăng nhiệt độ cho lò luyện đan. Ở một bên khác, vài đạo hư không chi hỏa từ trong mắt trận xì ra, ngưng tụ trên không trung, càng ngày càng mạnh. Chuyện này, chuyện gì thế này? Hứa Hàn nguyên bản sắc mặt âm trầm liền dại ra, tự lẩm bẩm. Toàn bộ đại trận chỉ khởi động một phần, trận pháp không phải một thể sao? Chẳng lẽ thực lực tiểu tử này quá yếu, chỉ có thể khởi động một phần nhỏ. Trương Thanh Phàm cũng có chút không xoay chuyển được, cả kinh nói. Trận pháp chỉ có khởi động thất bại cùng khởi động thành công, nào có đạo lý khởi động một bộ phận. Hẳn là tiểu tử này thực lực quá yếu, thế nhưng tại sao ta cảm giác chân hỏa kia so với chúng ta bình thường sử dụng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Một đám oát con vô dụng, ngậm miệng xem thật kỹ. Âm thanh của Lý Vân Tiêu từ trong trận pháp truyền ra. Khải Linh vô tướng đại trận này tổng cộng do 48 cơ sở trận pháp xây dựng thành, phân biệt đối ứng 48 loại thủ pháp luyện chế cơ sở. 22 đối xứng, 33 giao nhau, có thể diễn sinh ra vô số loại hiệu quả phụ trợ, cho nên mới có thể trở thành trận pháp phụ trợ mạnh mẽ. Nếu mỗi lần đều khởi động toàn bộ, chỉ duy trì trận pháp liền phải tiêu hao lượng lớn tâm thần cùng hồn lực, còn làm sao luyện chế? Hiện tại ta chỉ cần luyện chế đan dược cấp 1 cùng huyền binh cấp 1 đơn giản. Vì lẽ đó triển khai 12 loại luyện chế cơ sở, phối hợp với nhau có thể kéo ra 108 loại, đã đủ rồi. Trời ạ, thì ra là như vậy. Thần A, dĩ nhiên là như vậy. Má ơi, này còn chỉ là luyện chế đơn giản sao? Giết ta đi. Phiền muộn lúc trước trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh, con người mở lớn, mặt ngơ ngác cùng vẻ khó tin. Tuy rằng có chút động tác của Lý Vân Tiêu bọn họ khó có thể lý giải. Thế nhưng lại khó có thể ức chế kích động, cả người kịch liệt run rẩy lên. Ba người đều trong nháy mắt bài trừ các loại tạp niệm, con mắt không dám nháy một cái. Bởi vì bọn họ biết, ở trong tối tăm vô hạn, trên dưới gian nan tìm kiếm thuật luyện chi đạo, một cánh cửa lớn hoàn toàn mới đang hướng về bọn họ mở ra. Một tia ánh mặt trời, từ trong khe cửa bắt đầu soi sáng đi vào. Thời điểm luyện chế, mỗi một phần tâm thần và khí lực, đều phải dùng ở trên lưỡi dao. Vì lẽ đó khi tuyển lựa cùng khởi động trận pháp, chính là bước đi vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó một tên thuật luyện sư tốt, nhất định phải là một tên trận pháp đại sư. Dương Địch có thể bố trí xuống Khải Linh vô tướng đại trận này, chứng minh hắn ở trên trận pháp thành tựu vượt xa các ngươi. Thời điểm Lý Vân Tiêu giảng giải, vật liệu trên người bắt đầu từng cái đi vào trong chân hỏa nung đốt lên. Hắn phân tâm nhị dụng, phân biệt khống chế hỏa lực hai bên, còn có trình độ luyện chế các loại vật liệu. Vân, Vân Thiếu, thần, thần A. Cổ Vinh nhìn mà run cầm cập lên. Ngươi không phải nói mỗi một phần tâm thần đều là vô cùng trọng yếu sao? Vậy tại sao còn có thể một bên phân tâm luyện chế, một bên nói chuyện với chúng ta? Chuyện này. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, cả giận nói. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta muốn nói chuyện sao?
còn không phải sợ mấy người ngu xuẩn các ngươi xem không hiểu. Vậy ta không nói, chính các ngươi từ từ xem. Chi? Cổ Vinh đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, thở ra một hơi lãnh khí. Lập tức nhìn thấy hai ánh mắt giết người rơi vào trên người mình, Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn trợn hai mắt đỏ chót, nổi giận đùng đùng, như hai con dã thú nổi khùng, nhìn chòng chọc vào mình, tức giận trên mặt hầu như muốn đem mình phân thây, ánh mắt càng là muốn ăn tươi nuốt sống. Dầm! Chân hắn mềm nhũn, sợ đến trực tiếp ngã trên đất, liều mạng che miệng lại, hận mình nói sai lời. Đừng, đừng a Vân Thiếu, ta sai rồi. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng. Lại không phản ứng hắn, mà là toàn tâm vùi đầu vào luyện chế. Lấy hồn lực trước mắt của hắn, muốn đồng thời luyện chế ba loại đồ vật, xác thực độ khó rất lớn. Cũng may cường độ cơ thể hắn cực kỳ cứng cỏi, có thể dựa vào kỹ thuật thủ pháp cực cường để đền bù một ít hồn lực không đủ. Điều này cũng làm cho chính hắn giật mình không nhỏ, thân thể mạnh mẽ đối với luyện chế, hiệu quả phụ trợ so với dự tính mạnh hơn quá nhiều. Động tác của Lý Vân Tiêu nước chảy mây trôi. Không có một tia cản trở, làm cho người ta có một loại vẻ đẹp trên cảm quan. Trong lòng ba người đều vạn phần khiếp sợ. Không nghĩ tới luyện chế dĩ nhiên có thể nghệ thuật như vậy. Theo thời gian từng chút trôi qua, động tác trên thân thể hắn từ từ chậm lại, nhưng quyết ấn lại tăng nhanh, trong đôi mắt hắn đột nhiên bắn mạnh ra một vệt tinh mang, lần thứ hai lạnh lùng nói. Chân hỏa của lò luyện đan ổn định ở một phạm vi liền có thể, hiện tại đã ở vào giai đoạn đan thai. Phía dưới chủ yếu xem ta luyện chế HP anh. Hai tay hắn không ngừng kết các loại ấn quyết phiền phức, từng đạo chân hỏa từ trên trận pháp xì ra, như hỏa long từ trong song trưởng của hắn khống chế, thỉnh thoảng hướng về chỗ huyền binh cùng lò luyện đan phụt lên. Đặc biệt ở trận pháp bên phải, chân hỏa như sóng biển bao vây lấy một đoàn chất lỏng ở giữa không trung. Tư tư, bên trong chất lỏng không ngừng truyền ra tiếng sôi trào, ba người đều biết là đang thiêu đốt tạp chất trong đó. Lý Vân Tiêu đối với tiết tấu cùng động tác khống chế tinh tế, đã triệt để chinh phục nhãn cầu của ba người, mỗi một động tác đều giống như nghệ thuật tuyệt diệu, chấn động lòng người. Lý Vân Tiêu đột nhiên lóe lên, quát một tiếng, tạp chất trong chất lỏng tựa hồ đã thiêu đến gần đủ rồi, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ở mặt ngoài quả cầu dịch bắt đầu lưu chuyển từng đạo hoa văn màu đen, chậm rãi, màu đen khuếch tán càng lúc càng lớn, toàn bộ quả cầu biến thành một đoàn mực nước. Ở trong hư không không ngừng biến hóa hình thái. Đây là tinh thiết bản nguyên. Con người của Trương Thanh Phàm mở lớn, không nhịn được thất thanh hô lên. Lập tức phát hiện mình thất thố, vội vàng che miệng lại, vẻ hoảng sợ trong mắt càng tăng. Hai người khác vừa nghe, thân thể cũng chấn động, không thể tin tưởng nhìn đoàn mực nước không ngừng biến hóa trên không trung kia, chỉ là lưu động càng ngày càng chậm, thật giống như sắp ngưng tụ. Thuật luyện sư một cấp nên đàng hoàng sử dụng vật liệu cấp 1, như vậy mới có thể sâu sắc lý giải cấu tạo của các nguyên liệu, mặc dù chỉ là tinh thiết bình thường, ở thời điểm ngươi có thể đề luyện ra bản nguyên, cũng có thể dùng để chế tạo huyền binh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng giải thích, hiện tại hắn cũng không dám nói nhiều, trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ trắng bệch, tinh khí thần hao tổn cực kỳ khổng lồ. Hắn lấy ra một khối khoáng thạch màu tím, trực tiếp vùi vào trong đoàn mực nước kia. Chính là tử dương thạch từ chỗ mộng bạch mặt dày thu lại kia. Xì xì. Sau khi tử dương thạch bay vào, thanh âm xì xì không dứt bên tai, đoàn đoàn xương mù màu tím nhanh chóng bốc hơi lên, tràn ngập cả thuật luyện thất. Nhưng ba người đều là thuật luyện sư hồn lực cực cường, chút xương ấy căn bản không ảnh hưởng thị lực của bọn họ, từng cái mắt mở tròn vo, nhìn chằm chằm đoàn tinh thiết bản nguyên kia. Ngoại trừ Cổ Vinh ra, Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đều có thể thấy rõ ràng tình trạng của tử dương thạch trong tinh thiết bản nguyên. Mắt thấy đám chất lỏng kia đang dần dần tố hình, mặt ngoài không còn lưu chuyển bất định, mà là dần dần vững chắc, hai người không khỏi sốt sắng lên, hai tay đổ mồ hôi lạnh, xiêm y sớm đã ướt đẫm, thậm chí so với mình luyện chế còn mệt hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu cũng tập trung tinh thần, hít một hơi thật sâu, đem chọc khí trong cơ thể nhẹ nhàng phun ra, quát một tiếng. Ngưng. Trong tay hắn phóng ra nguyên lực, tần suất hai tay trong nháy mắt tăng cao mấy lần, từng đạo pháp quyết tựa hồ là đồng thời đánh ra, bay vào trong tinh thiết bản nguyên. Tinh thiết màu đen trạng thái lỏng kia ở trên không trung kịch liệt xoay tròn, dần dần kéo dài, tạo thành dáng dấp một thanh trọng kiếm, càng ngày càng thành hình. Uống! Lý Vân Tiêu quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay như chảo, đột nhiên đánh về trọng kiếm kia. Ầm! Trên thân kiếm phát sinh một tiếng ầm ầm. Trực tiếp từ trên trận pháp va chạm bay ra ngoài,
tranh cắm vào trên vách tường ở trong phòng. Cả thanh kiếm đen thui, gần giống như một thiết côn, hơn nữa dĩ nhiên không có khai phong. Ngay ở thời điểm ba người ngạc nhiên, động tác của Lý Vân Tiêu lần thứ hai bay lượn lên, trưởng trưởng như hồ điệp phi vũ, vỗ vào trên lò luyện đan. Ầm, 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 ầm ầm không ngừng bên tai, lò luyện đan chịu đến chấn động to lớn, bắt đầu trở nên loạng choạng, rung động dữ dội lên. Nắp càng không ngừng đánh thân đỉnh, ồn ào không ngớt. Ầm, cuối cùng song trưởng của Lý Vân Tiêu cùng xuất hiện, đột nhiên đập vào trên thân lò luyện đan. Một tiếng nổ vang, nắp lò luyện đan trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát thành năm mảnh, bay ra ngoài. Một luồng khí mịt mờ lượn lờ bay lên, ba người đột nhiên hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh thoải mái, toàn bộ căng thẳng uể oải bởi vì ở trong quá trình quan sát mà sinh, nhất thời quét đi sạch sành sanh. Hô! Lý Vân Tiêu thở phào, cả người tựa như hoàn toàn bị lấy sạch, uể oải hạ xuống, sắc mặt càng là trắng xám, dị thường khó coi. Cổ Vinh trước hết phản ứng lại, vội vàng tiến lên nâng Lý Vân Tiêu, đưa tới một viên đan dược. Vân Thiếu, chậm một chút, chậm một chút. Lý Vân Tiêu mở ra chiếc lọ đan dược mà Cổ Vinh đưa qua, kéo nắp bình vừa ngửi, nhất thời ném ra ngoài, cau mày nói. Thanh tâm dưỡng hồn đan độ tinh khiết thấp như vậy, nuôi sủng vật còn tạm được, là người có thể ăn sao? Vẻ mặt Cổ Vinh đưa đám nhìn chỗ đan dược bị ném, muốn tự tử cũng có. Thanh tâm dưỡng hồn đan này là bảo bối mà thuật luyện sư thích nhất, là cấp 2, hắn tiêu tốn giá cao mới mua được. Tùy tiện một hạt cũng đáng giá thiên kim, dĩ nhiên bị Lý Vân Tiêu tiện tay ném xuống. Vân Tiêu đại sư, ta có độ tinh khiết cao hơn. Trương Thanh Phàm vội vàng lấy ra một đống lớn đan dược, hai tay đưa tới, dáng vẻ khiêm cung, không khác những thuật luyện học đồ ở bên ngoài. Hứa Hàn cũng chạy tới, vội vàng đem thứ tốt trên người lấy ra. Ta cũng có, vô nhai linh quả có thể khôi phục nguyên khí, dưỡng hồn đích đà la hoa, túy tiên dục tử bạch hạc huyễn đan. Hắn từng cái đề cử lên, thật giống như chỉ lo Lý Vân Tiêu không nể mặt mũi, không chịu ăn vật của hắn. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Bạch hạc huyễn đan, này không phải xuân dược sao? A, à, Hứa Hàn sững sờ, nét mặt già nua đỏ chót, lúng túng nói. Ngạch, khặc khặc, đây là cho Trương lão dùng. Sắc mặt Trương Thanh Phàm tái xanh, nổi giận nói. Hứa Hàn, người nói rõ cho ta, là Trương lão nào? Lý Vân Tiêu cầm lấy bạch hạc huyễn đan, ở dưới ba người trợn mắt ngoác mồm trực tiếp vứt vào trong miệng. Liền cái này đi, những thứ khác đều là đồ bỏ đi, còn không bằng ta tự mình tỏa thiền mấy phút khôi phục. Chuyện này, Cổ Vinh đầu đầy mồ hôi lạnh. Vân Thiếu, vừa nãy người ăn chính là xuân dược cấp 2A, không có sao chứ? Hứa Hàn biến sắc, vội vàng nói. Mau mau mang Vân Tiêu đại sư đến trong phòng ta. Cổ Vinh, gọi tới hết thảy nữ phục vụ trong công hội, để Vân Tiêu đại sư chọn. Trên trán Lý Vân Tiêu bốc lên mồ hôi lạnh. Cái này, lần sau đi, hiện tại ta mới vừa tiêu hết tinh khí thần, thân thể có chút mệt. Con người Cổ Vinh co rụt, đột nhiên nói. Ta rõ ràng, nguyên lai Vân Thiếu thích cái kia, ta lập tức đi triệu tập hết thảy nam phục vụ. Lý Vân Tiêu đập một chưởng vào trên đầu hắn. Bạch hạc huyễn đan là dùng tiên hạc xà thảo luyện chế thành, tiên hạc xà thảo là nguyên liệu đại bổ cấp 3. Chút dược hiệu mê huyễn kia đối với ta mà nói là cái rắm gì. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển tạo hóa nhất khí công pháp, trực tiếp hấp thu nguyên lực trong đan dược. Ba người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng không ai dám quấy rầy hắn, bắt đầu chia ngồi ở xung quanh, một bên khôi phục thể lực. Một bên nhớ lại quá trình luyện chế vừa nãy của Lý Vân Tiêu. Lần này Lý Vân Tiêu luyện chế, đối với mấy người bọn họ ảnh hưởng không thể nghi ngờ là có tính dẫn dắt rất lớn. Hiện tại ba người bọn họ phảng phất còn ở trong mộng, có chút không dám tin tưởng những gì mình chứng kiến. Cứ như vậy, toàn bộ 5 tầng công hội, trong phòng luyện chế hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có mùi thơm ngát nhàn nhạt thỉnh thoảng từ trong lò luyện đan truyền đến, còn có một thanh thiết kiếm ngăm đen, chênh chếch xuyên ở trên vách tường. Chờ đợi chủ nhân của nó tới lấy. Hô! Không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, trên da khô quắt cuối cùng cũng coi như khôi phục chút dung quang, hắn ai thán nói. Ai, cuối cùng cũng coi như khôi phục 1/3. Luyện chế như vậy quá tiêu hao tinh khí thần. Ba người Trương Thanh Phàm cũng đồng thời mở mắt ra, Cổ Vinh sợ hãi nói. Vân Thiếu,
hồn lực của ngươi liền khôi phục 1/3. Hừm, có gì đáng kinh ngạc, hồn lực của ta chỉ là sĩ cấp, so với các ngươi khôi phục nhanh cũng bình thường a. Nhưng, này cũng quá nhanh đi, ta cũng là hồn lực 1 cấp, sau mỗi lần luyện chế muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất 7 ngày mới được a. Ngươi là đồ bỏ đi, cũng muốn cùng ta so sánh. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ chừng Cổ Vinh một chút, sợ đến hắn vội vàng rút đầu, không dám nói lời nào. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng liếc nhau một cái, dồn dập cười khổ không thôi. Bọn họ cũng không dám nói tiếp, miễn cho bị đối phương mắng là đồ bỏ đi, vậy khuôn mặt già nua thả chỗ nào a? Lý Vân Tiêu đột nhiên nhìn Hứa Hàn làm ra nụ cười quyến rũ. Kha kha, Hứa hội trưởng, vừa nãy ngươi nói cái kia, cái sắp xếp nữ phục vụ kia. Kha kha, lần sau a, đừng quên. Hứa Hàn. Lý Vân Tiêu đứng dậy, đi tới trên vách tường rút ra hắc thiết đại kiếm, toàn bộ thân kiếm đen kịt, không có một tia ánh sáng lộng lẫy cùng nhuệ khí, thật giống như một khối đại thiết côn, không đặc sắc một chút nào. Lần này Cổ Vinh học ngoan, không dám lắm miệng, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở phía sau hầu hạ. Lý Vân Tiêu nhìn đại thiết kiếm mấy lần, trong mắt lộ ra một nụ cười khen. Cũng không tệ lắm, cùng dự đoán gần như, Trương đại sư, Hứa đại sư, các ngươi xem thấy thế nào? Hắn đem hắc thiết đại kiếm đưa tới trước mắt hai người. Trương Thanh Phàm vội vàng nói. Vân Tiêu đại sư gọi tên ta là được, đại sư là không dám nhận. Hắn dùng tay ở trên đại thiết kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, dùng hồn lực chậm rãi cảm thụ. Hứa Hàn cũng cẩn thận xem, mới đầu là cau mày, sau đó dần dần giãn ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế nào? Lý Vân Tiêu cười hỏi. Trương Thanh Phàm biết hắn là đang khảo cứu hai người, nhất thời không dám bất cẩn, trầm tư nói. Cấp bậc cấp 1, tạo cấu hoàn mỹ, thật giống như thiên địa sinh thành, sức mạnh rất lớn ở trong đó lưu chuyển, ta chưa từng gặp huyền binh hài hòa như vậy. Chỉ có điều toàn thân là tinh thiết bản nguyên, xin hỏi Vân Tiêu đại sư, kiếm phong này giải thích như thế nào đây? Sau khi giải phong sẽ là hình thái thế nào? Huyền binh là một loại binh khí ẩn chứa năng lượng rất lớn, quá trình luyện chế của thuật luyện sư chỉ có thể đem loại năng lượng này phong ấn lại, trở nên đơn giản, khi cần sẽ bộc phát ra năng lượng của nó, cũng chính là trạng thái giải phong. Nhưng chuôi huyền binh này của Lý Vân Tiêu đã là năng lượng phóng thích, ở trạng thái giải phong. Có thể trực tiếp luyện chế ra huyền binh ở trạng thái giải phong, ba người là chưa từng nghe thấy. Nhưng ngăn ngắn mấy canh giờ, hàng rào tri thức lúc trước hoàn toàn bị lật đổ, vì lẽ đó cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Không sai, trong quá trình ta luyện chế, liền đem loại năng lượng này ngưng hóa, vì lẽ đó lúc chiến đấu liền không cách nào lần thứ hai giải phong. Nhưng các ngươi nhìn thấy ta sau đó bỏ vào khối tử dương thạch kia không? Tử dương thạch. Hứa Hàn trầm ngâm nói. Không phải nguyên liệu then chốt bố trí trận pháp trọng lực sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Chính là trận pháp trọng lực, ta ở trên trạng thái giải phong huyền binh hòa vào hai cái trận pháp trọng lực. Các ngươi xem, giải phong. Theo hắn dứt tiếng, ba người Trương Thanh Phàm đột nhiên cảm thấy từ trên mặt đất truyền đến lực kéo to lớn, trong nháy mắt ba người bị hấp trên mặt đất, bước đi khó khăn. Hứa Hàn cả kinh nói. Gấp 10 lần trọng lực. Lý Vân Tiêu cười nói. Không sai, là gấp 10 lần trọng lực. Nhưng ta chỉ phóng thích một trận pháp trọng lực trong đó, cái còn lại cũng ẩn chứa gấp 10 lần trọng lực, chồng chất nhau chính là gấp 100 lần trọng lực. Đáng tiếc khối tử dương thạch này quá ít, bằng không ta cô đọng 3 cái trận pháp, gộp lại có thể sản sinh 1000 lần trọng lực. Có điều như vậy, bản thân chuôi huyền binh này cũng không thể chịu đựng sức mạnh như thế lôi kéo, sợ là trong nháy mắt 3 trận pháp giải phong sẽ tự mình diệt vong. 3 cái trận pháp, 3 lần giải phong. 3 người triệt để dại ra. Đầu óc trống giống nhìn chuôi huyền thiết trọng kiếm không hề có sắc thái kia. Một thanh huyền binh đang ở dưới trạng thái giải phong còn có thể giải phong 3 lần, này, khái niệm này nghĩa là gì? Lý Vân Tiêu lại một lần nữa lật đổ thường thức dĩ vãng của bọn họ. Trương Thanh Phàm nuốt ngụm nước miếng. Vân Tiêu đại sư, này, thanh kiếm này có thể cho chúng ta nghiên cứu mấy ngày hay không? Hứa Hàn cùng Cổ Vinh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt chờ mong. Lý Vân Tiêu cong miệng lên, lạnh lùng nói. Hừ, cho 3 đồ bỏ đi các ngươi nghiên cứu, vậy ta lấy cái gì dùng? Lẽ nào dùng xuân thủy kiếm của ngươi? Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cười khổ, vẫn bị đối phương không chút khách khí mắng thành đồ bỏ đi.
Nhưng ngẫm lại ở trong mấy canh giờ này nhìn thấy, học được, trước đây mình xác thực là đổ bỏ đi à. Trương Thanh Phàm nhớ tới chuôi xuân thủy kiếm của mình, cũng là càng ngày càng cảm thấy bỏ đi, thậm chí trên mặt lướt qua một tia xấu hổ, thật muốn trực tiếp hủy diệt, ngàn vạn lần không có thể để người ta biết là mình luyện chế. Cổ Vinh thấy hai vị thuật luyện sư cấp 3 bị Vân Thiếu mắng thành đồ bỏ đi cũng không nói tiếng nào, nội tâm nhất thời thoải mái lên. Thậm chí mơ hồ cảm thấy bị Vân Thiếu mắng thành đồ bỏ đi là một loại vinh dự, một loại thân phận, một niềm hạnh phúc, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Lý Vân Tiêu nói, thanh kiếm này chủ yếu là dùng để tu luyện dùng, như vậy ta mỗi ngày đều có thể chịu đựng gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần trọng lực, tu luyện lên mới có thể tiến triển cực nhanh. Chỉ là trọng kiếm không phong, to nhỏ không công, vậy ta liền gọi thanh kiếm này là hắc nữu đi. Nguyên bản thời điểm Lý Vân Tiêu nói ra trọng kiếm không phong, to nhỏ không công, ba người còn mơ hồ cảm thấy ẩn chứa một tia quy tắc ở bên trong lòng khẽ nhúc nhích, cực kỳ kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe được tên của thanh kiếm này, nhất thời toàn bộ té xỉu. Cổ Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, nhược nhược hỏi. Vân Thiếu, trọng kiếm này không phong, to nhỏ không công, cùng hắc nữ có quan hệ gì? Lý Vân Tiêu nói. Không sao, ta thuận miệng nói. Ba người lần thứ hai té xỉu. Hắn thu hồi hắc nữ kiếm, liền đến bên lò luyện đan, mấy canh giờ đi qua, mùi thơm đan dược vẫn như cũ xông vào mũi, khiến tinh thần người ta thoải mái. Ở trong lò luyện đan, hai loại đan dược màu sắc phân biệt rõ ràng ở trong đó. Màu nhũ bạch là trùng nguyên đan, tổng cộng 4 viên, ngoài ra còn có 10 viên giải độc đan màu xanh nhạt, tất cả đều là óng ánh thấu triệt, tỏa ra ánh sáng đan lực. Chi, thuần phẩm đan. Hứa Hàn giật mình nói, con người đều lồi đi ra. Cổ Vinh từng thấy Lý Vân Tiêu trực tiếp đem thành phẩm đan tiến hành tinh luyện, vì lẽ đó sớm có tâm lý chuẩn bị. Nhìn dáng dấp hai vị đại sư giật mình, nhất thời một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, hận không thể cất tiếng cười to lên. Ha ha, đây chính là đan dược mà chủ nhân của ta luyện chế. Thân làm nô tài ta thật hạnh phúc a. Trùng nguyên đan chính là một loại huyền đan mà Mạch Luân Vũ Đồ ở lúc lên cấp nhất nguyên cảnh võ sĩ dùng, có thể tăng cao tỷ lệ vượt ải rất lớn. Thế nhưng mỗi vũ đồ cũng chỉ có thể dùng một lần, nếu vượt ải thất bại, lần thứ hai dùng cũng không có hiệu quả chút nào. Vì lẽ đó trên thị trường tuy rằng trùng nguyên đan đa dạng, nhưng theo phẩm chất cao thấp giá cả bất nhất. Tồn tại thuần phẩm như của Lý Vân Tiêu, là chưa bao giờ xuất hiện. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn hầu như dám khẳng định, chỉ cần một vị võ giả mở ra 7 mạch luân, dùng viên đan dược này, chỉ cần không phải ngu như lợn, liền có thể 100% lên cấp. Được rồi, đa tạ các ngươi cho mượn luyện chế thất. Làm thù lao, ta phí nửa canh giờ giải đáp nghi vấn của các ngươi. Bình thường có nghi hoặc gì, có thể hỏi ta. Ta ngoại trừ thuật luyện cùng võ đạo gia, ở âm luật, trận pháp, hội hòa, kỳ đạo, còn có tán gái đều có thành tựu rất khá, cũng có thể giả đáp cho các ngươi. Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn đại hỉ, lập tức có chút choáng váng đầu, bọn họ mới sẽ không đem thời gian quý giá như vậy dùng để hỏi sự tình tán gái, vội vàng đem nghi vấn bình thường gặp phải từng cái hỏi lên. Lý Vân Tiêu bắt đầu từng cái đáp lại cho hai người. Tuy rằng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn hưởng được nổi danh, nhưng chỉ vẻn vẹn là ở Thiên Thủy Quốc. Mà kiếp trước của Lý Vân Tiêu là đế cấp thuật luyện sư, vang danh thiên hạ. Từ 4 phương 8 hướng của đại lục mây tụ mà đến, thuật luyện sư hướng về hắn bái sư thỉnh giáo không biết bao nhiêu. Chỉ điểm hai người bọn họ, này như dạy học sinh tiểu học, rất dễ dàng. Tuy rằng Cổ Vinh không có hỏi một câu, nhưng đồ vật học đến cơ hồ nhiều hơn đời này hắn học. Trong đầu đem hết thảy vấn đáp của ba người mạnh mẽ nhớ lại, chờ trở lại ngay lập tức viết ra, chỉ lo mình quên. Mà Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn cũng càng hỏi càng kinh ngạc, càng hỏi càng si mê, rất nhanh đã qua nửa canh giờ. Vân Tiêu Đại Sư, lần này Trương Thanh Phàm là triệt để bái phục, trong con ngươi chỉ có kính nể cùng tôn trọng. Hắn cùng Hứa Hàn đồng thời đứng dậy lại xuống. Đa tạ Đại Sư vì chúng ta giải thích. Lý Vân Tiêu không có dáng vẻ né tránh chút nào, thản nhiên nhận hai người cúi đầu, liền xoay người rời đi, tiếng cười to xa xa truyền đến. Ca đi trước, lần sau rảnh rỗi trở lại dạy các ngươi. Đúng rồi, Hứa hội trưởng, nhớ lần sau sắp xếp a, đừng có quên. Hứa Hàn. Trương Thanh Phàm nhìn bóng lưng của Lý Vân Tiêu biến mất, lúc này mới chắp tay đứng dậy, sâu sắc thở phào. Hứa lão, ngươi cảm thấy Vân Tiêu đại sư làm sao?
Trong mắt Hứa Hàn lóe ra một nụ cười khổ, trầm giọng nói. Sâu không lường được. Trương Thanh Phàm lẩm bẩm thì thầm. Sâu không lường được, là sâu không lường được a. Hơn 10 năm trước, ta may mắn cùng Dương Địch Đại Nhân hỏi qua một ít thuật luyện thuật. Lúc đó Dương Địch Đại Nhân cho ta cảm giác cùng Vân Tiêu Đại Sư này rất giống, thật sự rất giống. Hứa Hàn nghi ngờ nói. Nhưng hắn nói không phải đệ tử của Dương Địch, thuật luyện sư chúng ta, coi trọng nhất chính là tôn sư trọng đạo. Nếu như Vân Tiêu Đại Sư là học trò của Dương Địch Đại Nhân, kiên quyết sẽ không phủ nhận mới đúng. Trương Thanh Phàm lắc đầu, trong mắt lướt qua vẻ hoảng sợ. Ta tin tưởng hắn không phải đệ tử của Dương Địch Đại Nhân. Bởi vì hắn cho ta loại cảm giác đó, so với Dương Địch Đại Nhân. Trong đôi mắt hắn đột nhiên bắn mạnh ra một vệt tinh mang. So với Dương Địch Đại Nhân, còn muốn sâu không lường được. Lý Vân Tiêu ra thuật luyện sư công hội, liền hướng về phía nhà của Mộng Vũ đi đến. Một là đưa đan dược cho tỷ đệ bọn họ, hai là sau khi hắn hấp thu độc thể của Mộng Bạch, thêm vào lần này luyện chế, mơ hồ cảm giác được thực lực lại tinh tiến không ít, dự định tìm một chỗ bế quan tu luyện. Bây giờ học viện rất ồn ào, mà Lý gia cũng là nơi thị phi. Tỷ đệ Mộng Vũ ở vùng ngoại thành, không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất. Thời điểm Lý Vân Tiêu đến ngoại ô, phát hiện trong nhà đã không có một bóng người. Hắn chờ hơn nửa ngày, mới nhìn thấy Mộng Vũ trở về, trên người vẫn là quần áo người phục vụ, chưa kịp thay đổi. Vân Thiếu, ngươi làm sao đến rồi? Trên mặt nàng vui vẻ, nhưng nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu không vui, cẩn thận hỏi. Làm sao? Lý Vân Tiêu mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Mộng Bạch đâu? Mộng Vũ thấp thỏm nói. Thân thể hắn vừa khỏe, liền cùng các đại thúc đi đào mỏ. Tỷ, ta đã trở về. Mộng Bạch sắc mặt vui mừng từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, cao hứng từ trong túi chứa đồ ào 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 đổ ra một đống lớn quặng thô nguyên thạch, hưng phấn nói. Sư phụ, tỷ, các ngươi xem. Ngày hôm nay ta đào nhiều quặng thô như vậy. Đùng. Lý Vân Tiêu tát một cái, trực tiếp đập bay Mộng Bạch ra ngoài. Quỳ xuống cho ta. Mộng Bạch ngã xuống đất, mặt trái sưng như bánh bao, máu tươi chảy ra, hắn ngạc nhiên ngẩn ở tại chỗ. Mộng Vũ cũng kinh sợ đến mức che miệng lại, vội vàng chạy lên nâng Mộng Bạch dậy. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Mộng Bạch chỉ vào Lý Vân Tiêu gào thét. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là sư phụ của ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta để ngươi gia tăng luyện tập ba thức đầu của bá thiên luyện thể quyết, ngươi có theo dặn dò hay không? Ta muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Mộng Bạch ưỡn ngực nói. Ta là nam tử Hán, không thể để cho tỷ tỷ ta một người làm việc kiếm tiền, ta phải nuôi tỷ tỷ ta. Mộng Vũ mũi đau xót, vội vàng kéo lấy Mộng Bạch nói. Đệ, đừng nói. Mau nhận sai. Nhận sai, ta tại sao phải nhận sai? Hắn động một chút lại đánh người, hơn nữa thân là sư phụ, thứ tốt không dạy ta một ít đồ vô dụng, hắn xem như là sư phụ gì. Mộng Bạch kích động kêu to lên. Còn dám mạnh miệng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng quát lên. Quỳ xuống cho ta. Hắn cong ngón tay búng một cái, hai đạo kình khí phá không mà đi, trực tiếp đánh vào hai chân của Mộng Bạch, nhất thời hai đạo máu tươi tuôn ra, hai chân của Mộng Bạch đau xót. Không tự chủ quỳ xuống. Ta không phục, ngươi lớn hơn ta một tuổi mà thôi, chờ ta lại qua một năm, ngươi không phải đối thủ của ta, lấy lớn ép nhỏ, có bản lĩnh liền giết ta đi. Mộng Bạch có một luồng oan ức xông lên đầu, gào thét lên. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một tia sát khí. Ngươi cho rằng ta không dám, đồ đệ vô dụng như ngươi, thực sự là làm ta mất mặt, giết cũng tốt. Một luồng sát khí nhất thời lan ra. Mộng Vũ giật nảy cả mình, nàng là hiểu rõ tính khí của Lý Vân Tiêu, kia là thật sẽ ra tay giết người, nhất thời gấp đến nước mắt chảy xuống. Vân Thiếu, không muốn a. Nàng liều mạng đánh đầu Mộng Bạch. Ngươi tức chết ta rồi, ta nuôi ngươi lớn như vậy là vì cái gì? Còn không mau xin lỗi sư phụ, bằng không ta liền không nhận ngươi là đệ đệ. Tỷ. Mộng Bạch oan ức, vẫn như cũ không phục không buông tha. Chuyện gì ồn ào như thế? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm hùng hậu, một đại hán đi vào. Lê Thúc, là Lê Thúc. Mộng Bạch đại hỉ, vội vàng kêu lên. Lê Thúc nhanh tới cứu ta. Hắn giãy giụa muốn đứng lên, nhưng kình khí của Lý Vân Tiêu trực tiếp đánh nổ mạch máu cùng tĩnh mạch trên hai chân của hắn, giãy giụa mấy lần lại quỳ xuống.
Mộng Bạch, xảy ra chuyện gì? Lê Thúc trầm giọng đi tới. Mộng Vũ, xảy ra chuyện gì? Mộng Bạch chỉ vào Lý Vân Tiêu giành nói trước. Lê Thúc, chính là người này, mạnh mẽ muốn ta bái sư. Hiện tại còn nói muốn giết ta. Ồ! Lê Thúc ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe ra một tia kinh dị, nhưng rất nhanh cười lạnh nói. Tam tinh võ sĩ, tiểu tử, có chút thiên phú a, nhưng bá đạo như vậy, chính là ngươi không đúng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi lại ai, ta giáo huấn đồ đệ cũng cần ngươi lo sao? Lê Thúc cả giận nói. Tiểu tử thật cuồng vọng, lông còn chưa mọc đủ, lại đi học người khác làm sư phụ. Xem ra ngày hôm nay ta không giáo huấn ngươi là không được. Mộng Vũ sốt sắng, vội vã tiến lên kéo Lê Thúc nói. Lê Thúc, không phải như vậy, ngươi đừng nghe Mộng Bạch nói bậy. Mộng Bạch lớn tiếng nói. Ta nào có nói bậy, vốn là như vậy, ta muốn bái cũng phải bái cao thủ như Lê Thúc. Trên mặt Lê Thúc lướt qua một tia đắc ý. Được, Mộng Bạch, ngày hôm nay Lê Thúc liền thu ngươi làm đồ đệ. Chờ ngươi đột phá đến võ sĩ. Chúng ta liền thành lập một đoàn lính đánh thuê, đến thời điểm thu vào so với hiện tại đào mỏ phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Đoàn lính đánh thuê. Trong mắt Mộng Bạch lóe ra một tia hưng phấn. Tốt, Lê Thúc làm đoàn trưởng, ta làm phó đoàn trưởng. Còn nữa Lê Thúc, ta muốn học phục hổ quyền. Ha ha, tốt, Lê Thúc không chỉ biết phục hổ quyền, còn biết kim cương quyền cùng thiết xa trưởng, đến thời điểm cùng nhau dạy ngươi. Lê Thúc tựa hồ hết sức cao hứng. Hắn đảo mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu, sắc mặt nhất thời chậm rãi trầm xuống, cười lạnh nói. Chờ ta trước thay ngươi thu thập cái sư phụ không hiểu ra sao này đã. Không muốn a Lê Thúc. Mộng Vũ sốt sắng, nàng là biết thực lực của Lý Vân Tiêu, tuy rằng Lê Thúc là ngũ tinh võ sĩ, nhưng ở đâu là một chiêu chi địch của Lý Vân Tiêu. Lê Thúc cười lạnh nói. Yên tâm đi Mộng Vũ, ta chỉ là thoáng giáo huấn hắn mà thôi, sẽ không thật tổn thương hắn. Hắn nhìn ra Lý Vân Tiêu tuổi còn nhỏ liền có tu vi bất phàm, cũng rất sợ người này có bối cảnh, vì vậy cũng không dám toàn lực thương tổn. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia xem thường, lạnh lùng nói. Ta đứng ở đây bất động, không tránh, không hoàn thủ, thậm chí không dùng nguyên khí, nếu ngươi có thể thương ta một cọng tóc, ngày hôm nay ta liền quỳ xuống liếm hài cho ngươi. Bất động, không tránh, không hoàn thủ, không dùng tới nguyên khí. Lê Thúc dại ra một hồi, nhất thời giận dữ nói. Hảo tiểu tử, thật không biết trời cao đất rộng, bất động không tránh, còn không dùng tới nguyên khí, coi như là cửu thiên vũ đế đến, cũng sẽ bị kim cương quyền thiết xa trưởng của ta đánh ngã. Mộng Vũ cũng ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. Cả người Lê Thúc đã nổi lên, một chiêu kim cương quyền đẩy ngang mà ra, nguyên bản chỉ định dùng 7 phần khí lực, lần này trực tiếp thêm đến 9 phần. Hắn càng xem tiểu tử này càng không hợp mắt, dự định cho hắn chút khổ sở. Ngay ở trong nháy mắt hắn ra chiêu, đột nhiên chấn động trong lòng, chỉ phát hiện trong tròng mắt Lý Vân Tiêu, con người bắt đầu biến hóa kỳ dị lên, vặn vẹo thành trăng lưỡi liềm màu đỏ như máu. Lý Vân Tiêu quát khẽ. Kiền khôn chấn hồn, cấm diễn. Linh hồn cả người Lê Thúc chấn động, nhất thời tâm thần thất thủ, một cái tâm huyết đột nhiên phun ra ngoài. Lê Thúc. Hai tỷ đệ Mộng Vũ đều kinh hãi, ở trong mắt bọn họ, Lý Vân Tiêu xác thực không nhích không trốn, cũng không vận dụng nguyên khí, nhưng Lê Thúc liền không hiểu ra sao tại chỗ thổ huyết, tựa hồ còn bị thương không nhẹ. Hừ, quỳ xuống cho ta. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Cả người Lê Thúc thật giống như mất hồn, trong tròng mắt một mảnh mờ mịt, theo Lý Vân Tiêu quát nhẹ, hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cả người Mộng Bạch triệt để dại ra, đầu óc hắn trống rỗng. Làm sao cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì, hắn bỗng nhiên kêu to lên. Lê Thúc, đứng lên, nhanh đứng lên, dùng kim cương quyền của ngươi đánh bay hắn a. Còn có thiết xa trưởng, một trưởng đánh hắn thổ huyết. Lại đây liếm hài cho ta. Lý Vân Tiêu lần thứ hai ra lệnh. Lê Thúc không phản kháng chút nào, thẳng tắp quỳ bò qua, đến dưới chân Lý Vân Tiêu, liền cúi đầu lè lưỡi, thật sự hướng về đáy giày liếm đi. A, không được. Mộng Vũ che miệng thất thanh kêu lên. Hừ. Ngay ở thời điểm Lê Thúc lè lưỡi muốn liếm đáy giày, hắn đá ra một cước, trực tiếp đá vào trước ngực Lê Thúc, đem cả người hắn đá bay ra ngoài. Liền ngươi, còn chưa xứng liếm hài cho ta. Bối rối, lần này Mộng Bạch triệt để bối rối. Ở trong mắt hắn Lê Thúc cực kỳ cường hãn,
ở trước mặt Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên như tiểu cầu bị một cước đá bay. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Mộng Bạch, lạnh giọng nói. Ngươi không phải muốn chết sao? Hiện tại đến phiên ngươi. Một luồng sát khí nhất thời bao phủ ở trong lòng Mộng Bạch, hắn sợ đến run cầm cập lên. Đừng, đừng lại đây. Mộng Vũ vội vã tiến lên ngăn cản Lý Vân Tiêu, khóc ròng nói. Vân Thiếu, ngươi tha thứ hắn đi. Đệ đệ ta còn trẻ không hiểu chuyện, muốn trách thì trách ta làm tỷ tỷ không dạy tốt. Lý Vân Tiêu thở dài nói. Nguyên bản tư chất của hắn không tệ, quên đi. Tên đồ đệ này ta không muốn. Hắn nói xong, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Mộng Bạch ngẩn ngơ, đột nhiên hắn tỉnh ngộ ra hô. Chậm đã, người đừng đi. Hai chân của hắn vẫn như cũ đứng thẳng không nổi, vội vàng bò qua, ôm chân Lý Vân Tiêu nói. Ta không muốn người đi, ta muốn theo người học võ kỹ. Sư phụ dạy ta sai rồi. Hừ, Lý Vân Tiêu ta không có loại đồ đệ phế vật này. Ta thật sự nhận sai. Sư phụ, ngài liền tha thứ ta lần này đi. Mộng Bạch nói xong, vội vàng dập đầu mấy cái. Mộng Vũ cũng vội vàng nói. Vân Thiếu, ngươi tha thứ hắn đi. Ta bảo đảm sau này sẽ không bao giờ để hắn đi đào mỏ, nhất định sẽ để hắn đàng hoàng ở nhà tu luyện. Mộng Bạch nói. Tỷ, ta không thể để ngươi kiếm tiền nuôi gia đình. Đào mỏ ta vẫn sẽ đi, thế nhưng sư phụ dạy ta cũng nhất định sẽ hoàn thành. Sư phụ, ngươi tha thứ ta đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lại cho ngươi một cơ hội, 5 ngày, trong vòng 5 ngày ngươi phải đánh thông 7 đạo mạch luân, lên cấp nhất nguyên cảnh võ sĩ, ta liền như cũng nhận ngươi là đồ đệ. Bằng không, có bao xa cút bao xa cho ta. 5 ngày. Mộng Vũ há hốc mồm nói. Vân Thiếu, đệ ta mới mở ra 5 đạo mạch luân, 5 ngày làm sao có thể. Mộng Bạch cũng sững sờ, nhưng lập tức chuyển qua một vẻ kiên nghị, cắn răng nói. Được, 5 ngày liền 5 ngày, sư phụ cho ta 5 ngày, khẳng định cho rằng ta có thể. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại liền đi, âm thanh rất xa truyền đến. Sau 5 ngày, ta sẽ tới kiểm tra thành tích của ngươi. Hắn nguyên bản là buồn bực Mộng Bạch lại dám ngỗ nghịch hắn dặn dò, chưa từng có đệ tử dám không nghe lời nói của hắn. Sau đó cảm thấy người này tâm tính không tệ, xác thực đáng giá bồi dưỡng, liền quyết định lại cho hắn một cơ hội. Hắn ở phụ cận vùng ngoại thành tùy tiện tìm một quán rượu liền tiến vào. Trực tiếp lấy ra hắc nữ kiếm, mở ra gấp 10 lần trọng lực, đả tọa tu luyện. Lần trước hấp thu nguyên lực thể độc, hầu như hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Chỉ để lại một đoàn độc tố bị bao vây ở trong đan điền, thêm vào ở thuật luyện sư công hội luyện chế khôi phục, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển tăng cao đến tam tinh đỉnh phong. Lý Vân Tiêu không dám thất lễ, cẩn thận khống chế chân khí trong cơ thể, bắt đầu vòng đi vòng lại. Theo phương hướng tiểu chu thiên vận chuyển lên. 5 ngày đảo mắt liền qua, nhưng trong vòng 5 ngày này lại phát sinh một đại sự không giống bình thường, chỉ có điều cùng người bình thường không quan hệ. Kia là thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn cùng cung đình thủ tịch thuật luyện sư Trương Thanh Phàm đại nhân, dĩ nhiên liên thủ tuyên bố bế quan, thời gian không giới hạn. Hai tên cấp 3 thuật luyện sư đồng thời bế tử quan, đây chính là lần đầu trong mấy chục năm qua. Bình thường nhất định sẽ có một tên đại sư ở bên ngoài chủ trì công tác, mà lần này thuật luyện sư công hội vận chuyển toàn bộ giao cho cấp 2 thuật luyện sư Lương Văn Vũ. Mà Trương Thanh Phàm cũng giao sự vụ cho một cấp 2 thuật luyện sư khác tên là Thời Chân. Nhất thời để ngoại giới suy đoán dồn dập, đặc biệt là nhân sĩ cao tầng Vương Quốc, đều phân tích ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Phái người nhiều mặt hỏi thăm, cũng không thu hoạch được gì. Trước khi hai vị đại sư bế quan cũng không nói gì. Đồng thời cũng không cho người bên ngoài hỏi nhiều. So với việc hai vị đại sư bế quan, thuật luyện sư một cấp Cổ Vinh được khen là có tiền đồ nhất Lặng Yên bế quan, liền có vẻ không quan trọng gì, cũng không có ai đặc biệt quan tâm. Lý Vân Tiêu bế quan 5 ngày, không có ra phía ngoài một bước, đối với những việc này tự nhiên không biết. Sau 5 ngày, hắn cuối cùng từ trong phòng khách của mình đi ra, chỉ có điều khí thế trên người lần thứ 2 tăng lên một cấp độ. Thuận lợi đột phá đến tứ tinh võ sĩ. Thời điểm hắn lần thứ 2 bước vào trong nhà tỷ đệ Mộng Vũ, nhất thời nghe được từng tiếng kêu thảm thiết của Mộng Bạch cùng tiếng khóc của Mộng Vũ truyền ra. Đệ, đừng luyện, mau dừng lại. Không được, ta cảm giác còn kém một đường ta liền có thể đột phá. Chất độc trên người của ngươi phát tác thật là dọa người, còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết.
Chết rồi cũng phải đột phá, a. À. Một trận tiếng kêu thảm thiết thống khổ truyền đến, trên người Mộng Bạch sinh ra chút lục ban, cả người như cây cải củ mốc meo, trên da bắt đầu xuất hiện thối rữa, nhưng nguyên khí quanh người hắn càng ngày càng dồi dào, từng luồng khí xoáy trực tiếp ở bên ngoài cơ thể hình thành, sau khi xoay tròn liền hướng về bên trong đan điền hội tụ. A. À. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt từ bảy đạo mạch luân phóng ra, hội tụ một đường nhằm về phía đan điền. Trong cơ thể oanh một tiếng vang vọng, đan điền bị xông ra, như tinh vân xoay tròn, khí hải sinh ra. Thành công, ha ha, tỷ, ta thành công. Mộng Bạch mừng rỡ như điên. Mộng Vũ một mặt nước mắt, đau lòng nói. Ngươi xem ngươi toàn thân là độc, ta phải đi tìm Vân Thiếu. Chỉ có hắn mới có thể giải chất độc trên người của ngươi. Nàng vừa mới chuyển thân, liền phát hiện Lý Vân Tiêu đã đứng ở cửa. Cha cha, sinh ra không ít độc. Không tệ, không tệ, ta lại có thể hảo hảo đại bổ một hồi. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ miệng, cười híp mắt đi tới. Sư phụ, ta đột phá, ta thật sự chỉ dùng 5 ngày liền đột phá đến võ sĩ. Mộng Bạch còn ở vào trong trạng thái hết sức hưng phấn. Hưng. Không tệ, sư phụ đều nhìn thấy, hiện tại ngươi mau mau ngồi xếp bằng, để sư phụ hấp đi chất độc trên người của ngươi. Lý Vân Tiêu không nói lời gì, năm ngón tay trực tiếp đặt ở trên vai Mộng Bạch, đem hắn ấn xuống. Sau đó sử dụng tạo hóa nhất khí thần công, điên cuồng từ trên người hắn hấp thu bản nguyên chi độc. Một nén nhang thời gian sau, thần sắc thống khổ của Mộng Bạch hoàn toàn giảm bớt, lục ban trên người cũng biến mất không còn tăm hơi, trên da một mảnh bóng loáng như ngọc. Mộng Bạch kinh ngạc nói. Sư phụ, tại sao sau khi ngươi đem độc trong người ta hấp thu đi, ta cảm thấy thống khổ không còn, nhưng cảm giác sức mạnh cũng trôi đi rất nhiều. Lý Vân Tiêu cười nói. Đó là bởi vì thể chất của ngươi là thiên địa độc thân, độc của ngươi chính là bản nguyên, ẩn chứa tiên thiên chi khí. Độc càng mạnh, thực lực của ngươi liền càng mạnh, nhưng tu vi bây giờ của ngươi căn bản là không cách nào chịu đựng những độc tính kia, theo tu vi của ngươi tinh tiến. Chịu đựng lực lượng càng ngày càng mạnh, độc tính cũng sẽ càng ngày càng mạnh, chờ thời điểm đạt đến cân bằng, không chỉ không bị độc tính ăn mòn, ngược lại còn có thể triển khai bản nguyên chi độc này ra. Lý Vân Tiêu híp mắt nghiêm mặt nói. Chờ ngươi có thể lợi dụng bản nguyên chi độc trong cơ thể mình, trừ khi cũng gặp phải thể chất trời sinh tuyệt cường khác, bằng không cùng cấp, tuyệt không có địch thủ. Thể chất tuyệt cường khác. Mộng Bạch kinh ngạc nói. Nói như vậy độc trong người ta ngược lại là thứ tốt. Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên là thứ tốt, bằng không ta hấp thu tới làm chi. Cõi đời này trừ thiên địa độc thân của ngươi ra, còn có rất nhiều thể chất đặc thù, đều có sức mạnh không tầm thường. Chỉ cần hướng về con đường võ đạo vĩnh viễn không thôi này tiếp tục đi, ngươi tự nhiên sẽ gặp gỡ. Mộng Bạch mở lớn mắt nói. Nguyên lai sư phụ vẫn tiện nghi của chiếm ta. Lý Vân Tiêu mặt đỏ lên, từ trong giới chỉ lấy ra 10 viên giải độc đan cho Mộng Bạch nói. Giải độc đan này mỗi một hạt có thể ức chế chất độc trên người của ngươi 3 ngày, thời điểm sư phụ không ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể dùng nó áp chế độc tính trong cơ thể. Thế nhưng cách giải quyết căn bản, vẫn là tăng thực lực của mình lên, dựa vào tu vi bản thân áp chế. Mộng Vũ mừng lớn nói. Còn không mau cảm tạ sư phụ. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên trùng nguyên đan cho Mộng Vũ nói. Thiên phú của ngươi cũng không tệ, chỉ là cả ngày vội vàng làm công kiếm tiền. Không đi tu luyện, lúc này mới kẹt ở vũ đồ cảnh, sau khi ăn trùng nguyên đan này vào, người lập tức có thể lên cấp võ sĩ. Trùng nguyên đan. Mộng Vũ lấy làm kinh hãi, lập tức đại hỉ nhận lấy, cảm kích nói. Vật này đáng quý, trên thị trường phẩm chất kém cỏi nhất cũng phải hơn 1000 kim tệ một viên. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ kiếp trước mình luyện chế đan dược, 1000 vạn cực phẩm nguyên thạch cũng chưa chắc mua được. Mộng Bạch, ngày hôm nay có đi đào mỏ hay không? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm quen thuộc, bóng người Lê Thúc đi vào, vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu, sắc mặt nhất thời tái nhợt, ở tại cửa không dám nhúc nhích. Lê Thúc, người xem, ta đột phá đến võ sĩ. Mộng Bạch hưng phấn nói. Lê Thúc sững sờ, trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, cười khổ nói. Thật là một tiểu quái vật. Hắn thấp giọng nói thầm lên. Sư phụ của ngươi càng là đại quái vật. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi, lại đây. Cả người Lê Thúc chấn động, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không dám cãi nghịch, đàng hoàng đi tới.
Bầu không khí trong gian phòng nhất thời sốt sắng lên. Mộng Bạch sốt sắng nói. Sư phụ, ngài đừng làm khó dễ Lê Thúc. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi tên là gì? Trong lòng Lê Thúc thấp thỏm bất an, vội vàng nói. Mọi người gọi ta là Lê Thúc, ngài cũng gọi ta Lê Thúc là được rồi. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, hơi giận nói. Còn không ai dám ở trước mặt ta xưng, thúc ngươi muốn chết. Lê Thúc sợ hết hồn, run cầm cập nói. Lê Đại Nguyên, ta tên Lê Đại Nguyên. Lúc này Lý Vân Tiêu mới gật đầu nói. Các ngươi bình thường đào mỏ ở nơi nào? Lê Đại Nguyên thành thật trả lời nói. Trước đây là ở mỏ Quảng Ngũ Phong, sau đó nơi này bị chính thức tiếp quản. Hiện tại đều là ở một ít tiểu mỏ quảng bên cạnh Ngũ Phong, bởi vì tồn lượng ít, vì lẽ đó các thế lực lớn cũng mặc kệ. Nhưng bởi vì các thế lực lớn mặc kệ, vì lẽ đó cạnh tranh rất kịch liệt. Có điều ta là ngũ tinh võ sĩ, bình thường không ai dám theo ta cướp. Ngũ tinh võ sĩ còn đi đào mỏ, xác thực là khá khác loại. Lý Vân Tiêu hỏi lần nữa. Vậy ngươi đào nhiều năm như vậy, có từng gặp Tử Dương Nguyên Thạch? Mộng Bạch vội vàng đem hình dạng cùng đặc thù của Tử Dương Thạch miêu tả một lần. Lần trước sau khi Lý Vân Tiêu nói đáng giá, hắn cũng lưu ý loại khoáng thạch này, nhưng vẫn không có phát hiện. Lê Đại Nguyên nghiêng đầu trầm tư một lát nói. Trước đây thật giống như ở trong mỏ Quảng Ngũ Phong từng thấy, nhưng hiện tại nơi đây đã bị phong cấm. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Thế lực lớn, là quốc vương bệ hạ phong cấm. Lê Đại Nguyên lắc đầu nói. Không phải, là Tĩnh Quốc công phủ, Lý gia phái người phong cấm. Nói là chiến lược dự trữ mỏ quặng, không cho tư nhân đào loạn. Mộng Vũ ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu một chút, Lý Vân Tiêu nói. Lê Đại Nguyên, sau này ngươi không cần đi đào mỏ, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi lẻn vào trong đội ngũ đào mỏ của Lý gia, thay ta tìm kiếm loại Tử Dương Thạch này, chỉ cần cung cấp manh mối là được. Bất luận kết quả làm sao, 500 kim tệ một tháng. 500 kim tệ một tháng. Lê Đại Nguyên cùng Mộng Bạch đều kinh hãi. Nếu không phải biết thực lực của hắn dọa người, Lê Đại Nguyên nhất định sẽ cho rằng là lừa đảo. Hắn nhất thời cao hứng lên, vỗ ngực nói. Tiểu sư phụ ngài yên tâm, đội ngũ đào mỏ kia rất nhiều đều là người quen của ta trước đây theo ta làm, mấy lần mời ta đi nhưng ta không đi, nơi đó mới 10 kim tệ một tháng. Ngài yên tâm, chỉ cần trong mỏ quặng có loại thạch đầu này, ta nhất định tìm ra cho ngài. Lý Vân Tiêu gật gật đầu nói. Ngươi đi làm đi. Ta còn có việc thương lượng với tỷ đệ bọn hắn. Lê Đại Nguyên nhất thời vô cùng phấn khởi rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn tỷ đệ bọn họ một chút, nói. Đều đi đổi quần áo sạch sẽ một chút, cùng với ta đi tham gia một tiệc rượu. Tiệc rượu. Mộng Vũ ngạc nhiên nói. Tiệc rượu ở nơi nào? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Hoàng cung. Hai tỷ đệ. Nữ nhân chính là phiền phức. Mộng Bạch tùy tiện thay đổi quần áo sạch sẽ. Mộng Vũ đem hết thảy quần áo toàn bộ lấy ra đổi một lần, cuối cùng vẫn không hài lòng, dây dưa kéo Lý Vân Tiêu cùng Mộng Bạch theo nàng ở trên đường phố đi dạo hơn nửa ngày, cuối cùng mới mua được một cái váy dài màu phấn hồng. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu cùng Mộng Bạch thở phào nhẹ nhõm, nàng lại kéo hai người đi mua son phấn, vòng tai, giày thêu. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, ta ở cửa hoàng cung chờ các ngươi. Nói xong như một làn khói chạy mất, chạy trốn mấy con phố, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiện tay ở ven đường mua mấy que kẹo hồ lô, vừa ăn một bên thảnh thơi nói. Vẫn là một người tự tại. Đột nhiên một nhân ảnh hắc y xuất hiện ở sau lưng hắn, quát nhẹ một tiếng. Lý Vân Tiêu. Thời điểm Lý Vân Tiêu quay đầu lại. Người mặc áo đen kia liền triển khai bước tiến, nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Hừ, giả thần giả quỷ. Lý Vân Tiêu ăn đi viên hồ lô cuối cùng, cây thăm bằng trúc trong tay nhẹ nhàng bắn ra, vèo một tiếng phá không mà đi. Tuy rằng đoàn người dày đặc, nhưng cây thăm bằng trúc này như có mắt, đuổi sát hắc y nhân. Trong đôi mắt hắc y nhân tuôn ra vẻ hoảng sợ, trong dòng người dĩ nhiên phi châm tinh chuẩn như vậy. Hắn vội vàng xoay người, mạnh mẽ đánh ra một chưởng. Muốn đánh gãy cây thăm bằng trúc. Một tiếng rên nặng nề, hắc y nhân ngơ ngác phát hiện cây thăm bằng trúc dĩ nhiên xuyên phá trưởng phong của hắn, đâm thủng bàn tay. Làm sao có khả năng? Hắn dại ra nhìn bàn tay của mình, một cây thăm bằng trúc bình thường, còn tỏa ra hương vị kẹo hồ lô nhàn nhạt. Ôi!
hắn đột nhiên cảm thấy một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Lý Vân Tiêu dán lại đây, hoảng hốt thét lên, vội vã lùi về sau. Hừ, Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, dưới chân nhẹ bước, dán vào thân thể hắn mà lên, giống như giỏi trong xương, không thể tiêu tan. Ở dưới hắc y nhân kinh hãi đến biến sắc, năm ngón tay của Lý Vân Tiêu như chảo, mạnh mẽ xen vào trên bả vai người mặc áo đen, đem người kia nâng lên, dưới chân nhẹ bước, nhanh chóng lao đi. Hắc y nhân chỉ cảm thấy trên bả vai đau xót, nhất thời nguyên khí toàn thân vận chuyển như bị ngoại lực đánh gãy, không có nửa phần khí lực, như con gà con bị Lý Vân Tiêu nhấc lên, chạy như bay. Ở trong một ngõ hẻm không người, Lý Vân Tiêu vứt hắc y nhân xuống đất, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, có chuyện gì, nói đi. Trong nháy mắt hắc y nhân rơi xuống đất, trên bả vai buông lỏng, nhất thời cảm thấy ngoại lực biến mất, nguyên khí quanh thân mình lần thứ hai vận chuyển lên thông suốt. Hắn nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trong mắt tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Nguyên vốn muốn đem Lý Vân Tiêu dẫn tới địa phương không người truyền đạt tin tức, không nghĩ tới lại bị đối phương cầm lấy đi, hắc y nhân bất đắc dĩ cay đắng nói. Vân Tiêu thiếu gia, là ta. Hắn y nhân lấy xuống mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt bất đắc dĩ, đang cười khổ không thôi. Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ nói. Há, hóa ra là Lý Hiển, ngươi không đi theo bên người tứ thúc, đến tìm ta có chuyện gì? Lý Hiển là con cháu chi thứ của Lý gia, thực lực không tầm thường, vì vậy được đề bạt ở bên người một vị đường thúc của Lý Vân Tiêu tên là Lý Bạch Phong làm việc. Trong mắt Lý Hiển lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Vân Tiêu thiếu gia. Nguyên lai tin đồn liên quan tới người dĩ nhiên là thật sự. Một chiêu đánh bại cửu tinh đỉnh cao võ sĩ Lam Huyền, kim châm trích huyệt cứu trị công chúa, Vân Tiêu thiếu gia ẩn giấu thật sâu, giấu mọi người thật khổ a. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Nói thẳng chủ đề. Lý Hiển nói. Ngày đêm nay có phải là sẽ tham gia Hoàng Cung Thịnh Yến? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn, hiển nhiên không có bao nhiêu tính nhẫn nại. Nói nhảm nữa, ta liền đi. Lúc này Lý Hiển mới lắc đầu cười khổ nói. Vân Tiêu thiếu gia, hiện tại tình huống của Lý gia ngài cũng biết. Khoảng thời gian này tin đồn về ngài như mưa gió, đã làm Lý giật chú ý. Tứ gia được tin tức, nếu đêm nay ngài tham gia thịnh yến, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào ngài. Hiện tại còn không phải là thời điểm cùng hắn chống lại, vì lẽ đó tứ gia hy vọng đêm nay ngài có thể tránh lui, để tránh khỏi cùng Lý giật xung đột. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Tẻ nhạt, một vai hề, bổn thiếu gia chưa bao giờ để vào trong mắt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lạnh lùng nói. Nhưng nếu hắn không thức thời, tự mình nhảy đến trước mặt ta, ta không ngại tiện thể đem hắn ép chết. Tiện thể đem hắn ép chết. Lý Hiển lắc đầu, thầm nghĩ Vân Tiêu thiếu gia quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, hắn nghiêm nghị nói. Lý giật tuyệt không như bề ngoài đơn giản như vậy, hiện tại toàn bộ Lý gia hầu như đều nắm trong bàn tay của hắn. Vân Tiêu thiếu gia đã ẩn nhẫn lâu như vậy, chớ vội ở nhất thời a. Tứ gia cùng mấy vị trưởng bối gia tộc đang tìm cách, chờ thời cơ thành thục lại cùng tặc tử này chiến một trận. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Một nghĩa tử của Lý gia, làm nô tài thật tốt mới được ban cho họ Lý, có thể gây sóng gió gì? Lý Hiển nghiêm mặt nói. Vân Tiêu thiếu gia không thể khinh địch, Lý giật này không chỉ bản thân thực lực cường hãn, hơn nữa sau lưng hắn khẳng định có thế lực đang ủng hộ. Mọi người cũng là lo lắng cho lão gia cùng Vân Tiêu thiếu gia, cho nên mới chậm chạp chưa dám động thủ. Chỉ cần Vân Tiêu thiếu gia tách ra phong mang của hắn, chờ tứ gia cùng đại gia chủ bị xong xuôi, tự nhiên có thể một lần tiêu diệt những đạo trích này. Hắn nói đại gia chính là cha của Lý Vân Tiêu, Phi Long tướng quân Lý Trường Phong. Hừ, những trò chơi này của các ngươi, ta không có hứng thú tham dự. Còn thế lực sau lưng Lý giật, cái khác ta không dám nói. Chỉ ít hiện nay quốc vương bệ hạ là khẳng định có một phần. Bằng không một danh tướng thế gia, công lao cái thế, lão gia tử cũng là tứ tượng cảnh vũ quân đỉnh cao, há lại là một thằng hề có thể khống chế. Lý Vân Tiêu một lời nói ra làm Lý Hiển trợn mắt ngoác mồm, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh. Hắn tùy tùng tứ gia Lý Bạch Phong đã nhiều năm, bình thường cũng nghe được một ít tình báo, mãi đến tận gần đây mới nghe Lý Bạch Phong nói sau lưng chuyện này khả năng có thế lực của bệ hạ nhúng tay. Lúc đó tất cả mọi người đều khiếp sợ khó có thể tin, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên dễ dàng đoán được như thế. Hắn thất thanh nói. Vân Tiêu thiếu gia, ngươi là làm sao đoán được?
Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Còn không rõ ràng sao, lão gia tử quân công số 1, nhất hô bá ứng. Cha ta lại trưởng quản trăm vạn đại quân, trấn thủ Tây Cương, một trong một ngoài, toàn bộ quân đội hầu như chính là tư gia quân của Lý gia ta. Nếu như ngươi là quốc vương, ngươi có thể ngủ ngon sao? Những năm gần đây Lam gia cấp tốc quật khởi, kia cũng là một con cờ mà bệ hạ hạn chế chúng ta. Nhưng dù vậy, Tần Chính sợ là vẫn ăn cơm không ngon, làm ra con rối Lý giật đến. Có hắn từ nội bộ phân hóa Lý gia, lại có thể hạn chế cha ta ở Tây Cương, như vậy mới là cục diện bệ hạ đồng ý nhìn thấy. Chuyện này, nội tâm Lý Hiển nhấc lên cơn sóng thần, không nghĩ tới tình cảnh phức tạp, lại bị Lý Vân Tiêu thấy thanh thanh sở sở, hắn giật mình nói. Vậy chúng ta liền bó tay chịu trói. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, trở lại bảo tứ thúc cũng rộng lượng, nên làm gì liền làm cái đó. Việc này tự có lão gia tử cùng cha ta suy nghĩ. Tình hình bây giờ không phải rất tốt sao, trong lòng quốc vương thoải mái, đương nhiên sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Hắn không tìm chúng ta phiền phức, lão gia tử cùng cha ta cũng thoải mái. Thật vất vả lấy ra cục diện cân bằng hoan hỉ, các ngươi đừng làm cho lung ta lung tung. Lý Hiển nghe được mà con ngươi suýt chút nữa rơi ra, cả kinh nói. Thiếu gia, chuyện này. Được rồi. Lý Vân Tiêu thiếu kiên nhẫn phất tay ngắt lời nói. Chuyện của các ngươi ta không có hứng thú tham dự, nhưng nếu Lý Giật không thức thời, hoặc là Tần Chính làm quốc vương phát chán, ta không ngại. Thay đổi vị trí cho hắn. Chi? Lý Hiển ngơ ngác suýt chút nữa ngã chổng vó, hắn hút vào ngụm khí lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo. Trong đầu một mảnh ông ông minh hưởng, nhìn bóng người Lý Vân Tiêu biến mất, triệt để ngốc như gà gỗ. Rất nhanh liền đến trạng vạng tối, trước cửa hoàng cung nối liền không dứt, đến đều là quốc gia trọng thần, trụ cột xã tắc. Không ít học viên của Già Lam học viện cũng dồn dập tùy tùng đại nhân đến đây dự tiệc, mỗi một lần cung đình tiệc rượu, đều là thời cơ tốt cho những người này giao lưu cảm tình, rút ngắn ân tình. Vân Thiếu, Trần Chân cùng Hàn Bách đồng thời đến đây, gia tộc của bọn họ cũng là trọng thần quân đội. Bởi vì vẫn bất mãn thái độ của quốc vương đối với Lý gia. Vì lẽ đó loại tiệc rượu cung đình này là cực nhỏ tham dự, chỉ phái một vài đệ tử đến đây ứng phó. Vân Thiếu, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi? Trần Chân tới chính là một quyền, mạnh mẽ nện ở trên bả vai Lý Vân Tiêu. Hắn nhất thời biến sắc, kinh hãi nhìn nắm đấm sưng đỏ của mình, thất thanh nói. Vân Thiếu, thân thể này của ngươi là xảy ra chuyện gì? Làm sao ngạnh như khối thép, tay ta cũng sưng lên. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Từ trong giới chỉ lấy ra hai viên trùng nguyên đan phân biệt đưa cho hai người nói. Hai viên trùng nguyên đan này, các ngươi ăn vào có thể trực tiếp đột phá đến võ sĩ. Trần Chân không tin kêu lên. Làm sao có khả năng, ta mới vừa mở ra bốn đạo mạch luân mà thôi. Hàn Bách cầm lấy trùng nguyên đan liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói. Đây thực sự là trùng nguyên đan, Vân Thiếu ngươi đừng gạt chúng ta. Trùng nguyên đan ta cũng xem qua, nhiều là màu xám trắng. Có chút phẩm chất tuyệt hảo là nhũ bạch. Nào có trong suốt như pha lê. Lý Vân Tiêu cười nói. Không ăn trả ta, đây chính là Trương Thanh Phàm đại sư luyện chế. Cái gì? Hai người nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng như bảo bối xem đi xem lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hộp ngọc bỏ vào. Hàn Bách đột nhiên thần bí nói. Vân Thiếu, lần này đột nhiên Trương đại sư cùng Hứa đại sư tuyên bố bế quan, có phải là cùng ngươi có quan hệ? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ồ, bọn họ bế quan, vì sao nói như vậy? Trần Chân một trận té xỉu. Trời ạ, tin tức lớn như vậy ngươi lại không biết. Khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu rồi hả? Hai người bế quan thời gian vừa lúc công chúa khỏi bệnh, hơn nữa Trương đại sư lại cho ngươi trùng nguyên đan, bằng vào chúng ta suy đoán, sẽ cùng ngươi có chút quan hệ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn bế quan cũng hợp tình hợp lý. Ngày đó hắn đem các loại vấn đề khó mà hai người nhiều năm qua ứ đọng ở trong lòng, toàn bộ giải đáp từng cái. Hai người cũng cần thời gian dài đi tìm hiểu. Vân Thiếu, chúng ta vào đi thôi. Người thật giống như đến gần đủ rồi. Hàn Bách thúc giục. Ta đang chờ người. Chờ người, ai vậy? Hừm, đến rồi. Thật vất vả nhìn thấy bóng người tỷ đệ Mộng Vũ, mấy người đều sững sờ, Trần Chân nhìn chằm chằm Mộng Vũ trang phục rực rỡ hẳn lên, cau mày nói. Vị mỹ nữ này, thật giống như nhìn rất quen mắt.
Trang phục của Mộng Vũ cho mấy người cảm giác sáng ngời, trong ngày thường nàng ăn mặc mộc mạc, cả ngày vội vàng làm công kiếm tiền, làm sao có thời giờ cùng tiền đi mua trang phục. Ngày hôm nay như là một đóa hoa thủy tiên thanh tân thoát tục, khiến người ta mê mẩn. A, à, là ngươi. Hàn Bách nhận ra được, giật mình nói. Hắn nhất thời tỉnh ngộ lên, chỉ vào Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói. Thật giỏi a, chẳng trách mấy ngày nay đều không thấy bóng ngươi, chẳng trách hai vị đại sư bế quan cũng không biết. Vân Thiếu, thân thể của ngươi vẫn tốt chứ? Trần Trân cũng nhận ra Mộng Vũ, giật mình nói. Một nữ nhân ngực vừa nhỏ lại bằng như vậy, trang điểm một hồi dĩ nhiên xinh đẹp thế kia. Oa, ánh mắt của Vân Thiếu ngươi thật độc a, này cũng có thể làm cho ngươi phát hiện ra mỹ nữ. Trên mặt Mộng Vũ một mảnh ửng đỏ, hơn nữa dị thường căng thẳng. Đến nơi như hoàng cung này, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn ở ngoài cung các loại xe ngựa như mộng ảo, nàng có loại cảm giác như mộng. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta đến giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu của ta Mộng Vũ. Vị này chính là đệ đệ nàng, cũng là đồ đệ ta mới thu Mộng Bạch. Đồ đệ. Hàn Bách cả kinh nói. Vân Thiếu vì tán gái, là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a? Mộng Bạch nổi giận đùng đùng nói. Nguyên lai người thu ta làm đồ đệ, là vì cua tỷ tỷ ta. Mộng Bạch. Mộng Vũ bị mọi người trêu chọc một phen, mặt mũi đã thẹn thùng đỏ chót, lại bị Mộng Bạch nói chuyện, nhất thời bực tức giậm chân. Năm người cười cười nói nói tiến vào hoàng cung, phòng yến hội tọa lạc ở trong vườn thượng uyển xinh đẹp. Tuy rằng vừa lập xuân, bách hoa chưa mở, nhưng vẫn như cũ có mùi thơm nức mũi, trong viện nước chảy cầu nhỏ, khinh âm lượn lờ, một mảnh nhân gian tiên cảnh, xem mà tỷ đệ Mộng Vũ hoa cả mắt. Bên trong phòng yến hội từ lâu xếp đầy các loại tử án, dựa theo chức quan to nhỏ tách ra hai bên sắp xếp, dài tới hơn 100 mét. Rộn rộn ràng ràng không ít người đã tới ngồi lên, từng cái mặt mày hớn hở bàn luận trên trời dưới biển. Trong phòng chủ yến tổng cộng có 2 hàng, chỉ bày ra 8 cái ghế, sau mỗi cái còn có rất nhiều chỗ cho tùy tùng ngồi. Có thể tiến vào phòng chủ yến, không có chỗ nào mà không phải là tồn tại quyền lợi hạch tâm nhất phương quốc. Tuy rằng Trương Thanh Phàm đưa thiệp mời cho Lý Vân Tiêu, nhưng không có ghi rõ số ghế. Mà chỗ ngồi trong phòng chủ yến của Lý gia, đã bị một người trẻ tuổi tuấn lãng hoa phục, chuyện trò vui vẻ ngồi lên. Lý Vân Tiêu đường thúc Lý Bạch Phong dĩ nhiên ngồi ở phía sau hắn. Lúc 5 người Lý Vân Tiêu tiến vào, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không chỉ bởi vì bọn họ đều là thiếu niên chừng 10 mấy tuổi, mà là Lý Vân Tiêu ở thủ đô nghe đồn rác rưởi, khoảng thời gian này dĩ nhiên tên tuổi nổi lên. Không chỉ một chiêu phế bỏ Lam Huyền được khen là thiên tài, hơn nữa sử dụng phương pháp kim châm chích huyệt chữa khỏi bệnh cho công chúa. Hôm nay tất nhiên cũng sẽ là một trong những nhân vật chính. Lý Vân Tiêu cảm thụ các loại ánh mắt của mọi người, hờ hững đi ở trung ương yến hội. Trong lòng hắn đột nhiên động một cái, ở chủ tịch chủ yến, ánh mắt lạnh như băng của Lý Giật phóng tới. Hừ, hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia biểu hiện miệt thị, không coi ai ra gì ngồi ở vị trí nguyên bản của Trần gia, Mộng Vũ cùng Mộng Bạch thì phân ngồi ở hai bên của hắn. Trần Trân cùng Hàn Bách chen ở cùng nhau, ngồi ở dưới hắn. Hai nhà Trần, Hàn vốn là thế gia phụ thuộc vào Lý gia, tước vị cũng không thấp. Vì lẽ đó tại Yến Thính cũng xếp hạng vị trí khá cao. Ánh mắt Lý Giật trong nháy mắt lạnh xuống, trong con người sát ý điểm điểm. Phía sau Lý Bạch Phong là một mặt lo âu. Ngoại trừ ánh mắt căm thù của Lý Giật ra, ở vị trí đối diện Lý gia, một lão giả râu dài cũng là hai mắt hàn tinh điểm điểm, lạnh lùng nhìn hắn. Người này chính là đứng đầu văn thần Lam Hoàng, Lý Vân Tiêu ở sau lưng hắn nhìn thấy Lam Huyền một mặt âm trầm cùng oán độc. Tựa hồ thương thế trên người đã khỏe rồi, nhưng thần thái tự kiêu cùng ngông cuồng tự đại trước kia đã không còn sót lại chút gì. Mặt khác ở hai bàn bên cạnh, cũng đều hết sức tò mò theo dõi hắn. Một người trong đó sắc mặt như sắt, khí như sơn hà, làm cho người ta có một loại khí thế núi cao bất động, chính là Trấn Quốc Thần Vệ Đại Thống lĩnh Tiêu Khinh Vương. Đối diện ngồi là thuật luyện sư công hội cấp 2 thuật luyện sư Lương Văn Vũ, hắn hữu hảo cho Lý Vân Tiêu một cái mỉm cười. Còn có 2 chỗ ngồi là một nam tử trên người mặc long bào, dáng dấp hơn 20 tuổi, mà tên còn lại thì chỉ chừng 10 tuổi, trên gương mặt còn mang theo một chút non nớt. Chính là Đại Vương Tử Tần Dương cùng Nhị Vương Tử Tần Nguyệt. 2 người đều là rồng phượng trong loài người, được khen là có khả năng nối liền vương vị nhất. 2 người cũng tinh tế đánh giá Lý Vân Tiêu.
Cuối cùng hai vị trí không, chính là để cho nhân vật chính ngày hôm nay Lạc Vân Thường cùng Tần Như Tuyết. Nếu đến rồi, liền lên ngồi đi, đều là người của Lý gia, tại sao có thể ngồi ở vị trí của người ta? Lý Dật đột nhiên mở miệng nói, mắt chỉ nhìn trên trần nhà phòng yến hội, lộ ra thần thái ngông cuồng tự đại. Nhưng ai cũng biết hắn là cùng ai nói chuyện, toàn bộ phòng yến hội nhất thời yên tĩnh, tình huống Lý gia tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Lý Vân Tiêu tựa hồ không có nghe thấy, thưởng thức thần thái của Mộng Vũ, cười nói. Người biết người tại sao trời sinh lỗ mũi hướng dưới không? Mộng Vũ nguyên bản một mặt căng thẳng, sau khi nghe nhất thời cảm thấy kỳ quái lên, không khỏi hỏi. Tại sao? Hết thảy bách quan đại thần cũng đều vô cùng ngạc nhiên, dồn dập suy đoán lên, đúng a, tại sao vậy chứ? Lý Vân Tiêu đột nhiên cười to nói. Ha ha, nếu lỗ mũi hướng trên, khi trời mưa xuống chẳng phải là hai cái mũi đều rót đầy nước sao? Ha ha! Toàn trường nhất thời một hồi cười vang, ánh mắt của mọi người dồn dập tìm đến trên người Lý Dật ngồi ở chủ tịch. Vừa nãy hắn ngạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, vừa vặn là lỗ mũi hướng trên. Ngay cả người Lam gia nguyên bản tràn đầy địch ý, cũng dồn dập lộ ra nụ cười châm chọc. Trần Chân cùng Hàn Bách càng là âm dương quái khí cười to lên, Mộng Bạch cười đến vỗ bàn. Mà Mộng Vũ càng là e thẹn như thủy liên, che miệng cúi đầu cười khẽ. Ha ha! Tiêu Khinh Vương càng là không hề lo lắng cười to lên. Tiểu tử này thú vị. Đùng. Lý Dật thẹn quá thành giận, mạnh mẽ ném chén rượu xuống đất, nổi giận quát. Lý Vân Tiêu. Tiếng cười dừng lại, toàn bộ hội trường trong nháy mắt yên tĩnh, mùi thuốc súng lan tràn ra. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, nhẹ nhàng nếm rượu ngon, đầu cũng không nhấc, lạnh lùng nói. Ngươi là cái quái gì? Lý Dật tức giận, nắm đấm đùng đùng vang lên. Một vị võ sư bên cạnh hắn đột nhiên ra khỏi hàng, mấy lần lấp lóe liền vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu, chỉ vào quát to. Làm càn, thân là người Lý gia, thấy Lý gia đại tộc trưởng, còn không quỳ xuống nhận sai. Khí tức võ sư trên người hắn trong nháy mắt tăng cao lên, giống như sóng biển cuồn cuộn, hướng về Lý Vân Tiêu đè xuống. Hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào ra tay, đánh gãy hai chân của Lý Vân Tiêu, cũng phải bức ép quỳ xuống, dự định lập uy cho Lý Dật. Quỳ, quỳ con mẹ ngươi. Bóng người Lý Vân Tiêu đột nhiên thoáng hiện, loáng một cái liền biến mất ở trước mặt võ sư. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, võ sư kia chỉ cảm thấy hoa mắt, trên má trái liền bị đánh một cái. Tất cả mọi người đều giật mình, Tiêu Khinh Vương càng là hai con mắt đột nhiên áp súc, bắn mạnh ra một tia tinh mang. Nô tài, quỳ xuống. Lý Vân Tiêu đột nhiên ra tay, một vệt kim quang thoáng hiện. Ở trong hư không dĩ nhiên biến ảo mấy cái hình thái, hư thực tương sinh, một quyền mạnh mẽ đánh vào đan điền võ sư. Người võ sư kia kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, nhưng ngơ ngác phát hiện, một quyền kia của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên bao phủ mấy mét quanh người hắn, không thể tránh khỏi. Phốc! Một tiếng hanh hưởng nặng nề, ánh quyền trực tiếp ầm ầm vào trong đan điền võ sư, như khí cầu bị phá. Người võ sư kia phun ra một ngụm máu, phía sau lưng trực tiếp bị quyền phong đánh vỡ. Kinh khí nhập vào cơ thể mà ra. Cả người lập tức huệ oải xuống, bị Lý Vân Tiêu mạnh mẽ đánh một đòn, hai đầu gối nhất thời ngã quỵ ở trên mặt đất, nằm dạp dưới chân Lý Vân Tiêu. Chi! Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, một chiêu, dĩ nhiên đem một võ sư sống sờ sờ đánh vỡ khí hải, triệt để phế bỏ. Hai mắt Tiêu Khinh Vương lấp lóe, Lam Hoàng vẻ mặt trầm tư, nhưng Lam Huyền là hiển lộ sợ hãi, hai vị vương tử đều có chút ngạc nhiên, nhíu mày. Lý Dật là một mặt dại ra, ngơ ngác nói. Ngươi, ngươi dĩ nhiên. Ngươi con mẹ ngươi. Lý Vân Tiêu một cước đá vào trên đầu võ sư kia, nhất thời như thúc cầu bay ra ngoài, thân thể cao lớn trực tiếp nện ở trên bàn rượu trước người Lý Dật, rượu và thức ăn rơi đầy đất. Người võ sư kia một tiếng cũng không nói được, chỉ là con ngươi phóng to, đã triệt để chết đi. Yêu quý cầu của ngươi, 8527. Lý Vân Tiêu vỗ tay một cái. Từ Tốn nói, làm xong tất cả những thứ này, dường như cái gì cũng không có phát sinh, thong dong ngồi trở lại vị trí của mình. 8527, tất cả mọi người đều biến sắc, trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ngươi, Lý Dật tức giận muốn rách cả mí mắt, giận sôi lên. 8527 chính là đánh số của hắn thời điểm làm nô tài ở Lý gia, sau đó làm tốt phận sự nô tài, mới được ban cho họ Lý. Những năm gần đây,
từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói về con số này nữa. Lão bát, làm nô tài, nên thành thật một chút. Chủ nhân tự nhiên sẽ ban xương xuống, bằng không sẽ bị rỡ xương xuống cho chó ăn. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Hôm nay bệ hạ thiết yến, ta không muốn ở trước mặt văn võ bá quan lấy xương chó. Ngươi! Lý Giật không nhịn được nữa, điên cuồng hét ầm lên, một thanh bảo kiếm bắn ra đạo đạo ánh sáng bảy màu, từ trong phòng chủ yến đâm tới. Trong đôi mắt hắn sát ý ngập trời, trong đầu một mảnh ông ông, chỉ có một ý nghĩ, kia chính là chém Lý Vân Tiêu thành thịt nát. Đột nhiên một luồng lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, đem Lý Giật ngăn lại, mặc hắn gào thét chém giết làm sao, nhưng thân thể vẫn như cũ không cách nào di động mảy may, kẹt ở trong phòng chủ yến không ra được. Ngón trỏ của Tiêu Khinh Vương nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời cỗ sức mạnh vô hình ở trước cửa như bọt biển phá ra. Thân thể Lý Giật giống như bị đánh nghiêm trọng, mạnh mẽ gãy trở lại, rơi vào chỗ ngồi của mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói. Hôm nay là ngày vui, bệ hạ thiết yến quần thần. Không nên nháo ra một ít sự tình không vui. Đại vương tử Tần Dương nhất thời phụ họa nói. Tiêu thống lĩnh nói đúng, người đến a, thu thập một hồi, bày yến cho Lý công tử. Lập tức không ít thái giám cung nữ chạy vào, đem thi thể võ sư kia mang xuống, rất nhanh một lần nữa mang lên một bản yến hội. Sắc mặt Lý Giật cực kỳ dữ tợn, gào thét nói. Lý Vân Tiêu, ngươi làm tốt chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của ta đi. Phía sau hắn Lý Bạch Phong đầu tiên là khiếp sợ thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, nghe được Lý Giật nói, nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ sầu lo. Nhưng Lý Vân Tiêu chỉ tự mình châm một chén rượu ngon. Nhẹ nhàng uống một ngụm nói. Ồ, không phải nói chó cắn người không thích kêu sao? Đầu óc của Lý Giật lần thứ hai bị tức giận xông lên não, đặt mông ngồi trên ghế, cũng không nói tiếp. Hắn chỉ lo mình sẽ bị tức chết. Toàn bộ phòng yến hội bị nháo trò như thế, nhất thời yên tĩnh lại. Trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt bất nhất, bắt đầu suy tư lên. Nhưng bất kể là ai, đều ngửi được một luồng mùi vị loạn. Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên sẽ mang đến náo loạn rất lớn cho Lý gia. Lý gia loạn, tất nhiên cũng sẽ khiến cho quốc gia loạn. Con người của Tiêu Khinh Vương thu nhỏ lại nhìn Lý Vân Tiêu một chút, hết thảy người ở chỗ này, ánh mắt của hắn là sắc bén nhất. Vừa nãy Lý Vân Tiêu ra tay, hắn xem rõ rõ ràng ràng, quả thực chính là làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, không có nửa điểm ngưng lại. Loại quyền pháp thích làm gì thì làm kia, vũ ý tùy tâm mà động. Làm sao có khả năng là một võ sĩ có thể triển khai ra? Quả thực chính là cường giả trải qua muôn vàn thử thách. Coi như là Tiêu Khinh Vương, cũng không dám nói đối với võ đạo lý giải, có thể sâu đến trình độ như thế. Ngay thời điểm bầu không khí toàn trường có chút lúng túng, thái giám bên ngoài hô to một tiếng, quốc vương bệ hạ Tần Chính, dẫn Lạc Vân Thường cùng Tần Như Tuyết, ở dưới bách quan bao vây đi vào. Toàn thể mọi người dồn dập đứng lên, khom lưng hạ bái. Mặc dù Lý Vân Tiêu có chút không muốn, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu một cái. Một tiểu quốc quốc vương tính là gì? Coi như là hoàng đế những siêu cấp đế quốc của thiên vũ giới, thấy hắn cũng phải khách khách khí khí, khuôn mặt tươi cười ba phần. Tần Chính tóc đã trắng phơ, tuổi tác rất cao. Bước tiến của hắn thật chậm, ở dưới Tần Như Tuyết nâng đỡ mỉm cười đi vào phòng chủ yến, ngồi ở trên bách quan, quân lâm quần thần. Lạc Vân Thường cùng Tần Như Tuyết cũng chia ở hai bên ngồi xuống. Thời điểm hai người đi vào, đều kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười, làm cái thủ thế kéo tay. Tần Như Tuyết lén lút làm cái mặt quỷ, thè ra hiệu nói, quê mùa. Cõi đời này sự tình thổ dân nhất, không gì bằng triển khai kéo tay. Ngồi trên long y, một luồng khí thế cao cao tại thượng nhất thời tán phát ra, hắn dùng âm thanh thoáng vẩn đục cười nói. Hôm nay thiết yến quần thần, bởi vì có hai đại hỷ sự. Một là Vân Thường thống lĩnh lên cấp thành thuật luyện sư, thật là tuyệt đại thiên tài. Hai là bệnh tình của nha đầu Như Tuyết này hơn 10 năm cuối cùng cũng coi như triệt để trừ tận gốc. Hai chuyện này, không có chỗ nào mà không để trẫm vui mừng. Lam Hoàng đứng lên nói. Bệ hạ vạn phúc, này đều là thiên hữu thiên thủy quốc ta, lúc này mới nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lão thần chúc mừng Lạc thống lĩnh cùng Như Tuyết công chúa. Lạc Vân Thường bận bịu đáp lễ nói. Tể tướng đại nhân hữu tâm. Lam Hoàng khẽ mỉm cười, nhất thời có hai người hầu nâng một cái hộp ngọc tiến lên, phân biệt đi tới trước mặt Lạc Vân Thường cùng Tần Như Tuyết. Lam Hoàng cười nói.
Hai viên Đông Hải Minh Nguyệt Châu này, chính là lão thần hao hết tâm lực mới chiếm được, cố ý đưa cho Lạc thống lĩnh cùng Như Tuyết công chúa. Hai người hầu mở ra hộp ngọc, nhất thời một đạo hào quang tràn ra, toàn bộ phòng chủ yến sáng rực rỡ như ban ngày. Mỹ nữ đều thích châu báu, hai người đại hỉ, yêu thích không buông tay cất đi. Ha ha, tể tướng đại nhân thật là có tiền a. Hai hạt châu này sợ là muốn mấy trăm ngàn kim tệ chứ. Tiêu Khinh Vương cười to nói. Ta không có tài lực như lão tể tướng, cố ý chuẩn bị hai bản võ kỹ. Một quyển Chí Dương võ kỹ Oanh Phủ Dương, một quyển hệ Thủy Tâm Pháp Thanh Tâm Quyết, phân biệt đưa cho hai vị. Trên mặt Lạc Vân Thường lướt qua một vẻ kinh ngạc. Mấy trăm năm trước Thiên Thủy Quốc lục hợp cảnh Vũ Tông Cường giả lưu lại Oanh Phủ Dương. Đa tạ tạ thống lĩnh đại nhân. Quyền binh của nàng chính là một cây chiến phủ, hơn nữa đi cũng là con đường Chí Dương Chí Cương, chính hợp nàng dùng. Tần Như Tuyết cũng nhận lấy Thanh Tâm Quyết, cười nói. Đa tạ Tiêu gia gia. Hai bản võ kỹ giá trị cao, cách xa Đông Hải Nguyệt Minh Châu của Lam Hoàng, nhưng hai vị mỹ nhân không có loại hưng phấn như lúc trước kia. Ai, nữ nhân a, yêu những thứ chỉ đẹp mà không có thực. Tất cả mọi người là trong lòng dồn dập lắc đầu than thở. Lương Văn Vũ cũng đứng dậy dâng lên hai viên đan dược, cười nói. Đây là tại hạ luyện chế cấp hai chú nhan đan, có thể bảo đảm thanh xuân bất lão 20 năm. A, à, Lạc Vân Thường cùng Tần Như Tuyết đều kêu lên sợ hãi, như nhặt được chí bảo. Nhìn chung quanh như sợ có tặc mới cất đi, Tần Như Tuyết càng là lấy ra hộp ngọc vừa nãy thu Đông Hải Minh Nguyệt Châu, đem hạt châu lấy ra, bỏ đan dược vào. Động tác này liền đem địa vị hai bảo bối ở trong mắt nàng lộ ra rõ ràng. Lam Hoàng cũng mỉm cười lắc lắc đầu. Lúc này Lý Dật cũng đứng dậy, tiến lên chúc mừng. Lạc thống lĩnh phong thái trác việt, tiên cơ ngọc cốt. Tại hạ cố ý dùng thanh tâm bảo ngọc chế tạo một cây châm gài tóc, chúc Lạc thống lĩnh phong hoa tuyệt đại, vĩnh bảo thanh xuân. Thanh tâm bảo ngọc, Lương Văn Vũ cả kinh nói. Lý công tử thật đúng là hao tốn sức lực. Thanh tâm bảo ngọc này phối ở trên người có thể ngưng thần tĩnh tâm, khi tu luyện rất ít bị tâm ma quấy nhiễu, chính là bảo bối hiếm có. Năm đó ta bỏ ra rất nhiều tiền muốn cầu một khối cũng không thể được. Lý Dật nghe có người cổ động tán thưởng, nhất thời đối với Lương Văn Vũ rất nhiều hảo cảm, cười nói. Cũng không phải sao, chính ta cũng không nỡ dùng, bảo bối này, cũng chỉ có Lạc thống lĩnh mới xứng được. Một cây châm bạch ngọc điêu thành, nạm vàng bội ngân. Tỏa ra ánh sáng lung linh nhàn nhạt đưa đến trước mặt Lạc Vân Thường, Lý Dật khẽ cười nói. Ta là mời Thiên Thủy Quốc đệ nhất điêu khắc đại sư Thạch Văn Tượng chế tạo thành. Lạc Vân Thường hơi giật mình, thanh tâm bảo ngọc này nàng cũng có nghe nói, hiện tại Lương Văn Vũ cũng nói như thế, này xác thực là cực kỳ quý giá, vẻ mặt nghiêm nghị hướng Lý Dật nói cảm ơn. Trong lòng Lý Dật hết sức thỏa mãn, càng là đi tới trước mặt Tần Như Tuyết, cười nói. Như Tuyết công chúa quốc sắc thiên hương, trung linh mẫn tú, vẫn khiến Lý Dật ngưỡng mộ, ta thực sự không nghĩ ra cõi đời này còn có món đồ gì xứng được với công chúa. Hắn nói một phen làm tất cả mọi người sững sờ, trên mặt Tần Như Tuyết cũng hơi đỏ lên, trong mắt lóe ra vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh lại bị lễ vật của Lý Dật làm cho kinh ngạc đến ngây người. Vì lẽ đó ta cố ý phái người từ Hỏa Ô đế quốc mua một viên trứng yêu thú, để dâng cho Như Tuyết công chúa, hy vọng công chúa có thể yêu thích. Trứng yêu thú. Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, Tiêu Khinh Vương cũng hơi ngạc nhiên, lập tức cười khổ lắc lắc đầu, thầm than người tuổi trẻ bây giờ, vì cua nữ nhân thực sự là vô cùng bạo tay. Yêu thú chính là một loại tồn tại cực kỳ lợi hại trên Thiên Vũ Đại Lục, coi như là võ giả gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Không ít người đều thử nghiệm nghĩ biện pháp thu phục yêu thú, thành cánh tay đắc lực của mình, tuy rằng cũng có ví dụ thành công, nhưng nhiều là thất bại. Bởi vì yêu thú yêu khí quá nặng, tính cách thô bạo tàn nhẫn, rất khó bị loài người thuần phục. Sau đó rốt cục có người nghĩ ra một loại biện pháp tuyệt diệu, là thời điểm yêu thú còn ở trong trứng, liền bắt đầu mỗi ngày cùng nó làm bạn, đợi yêu thú xuất thế, lại dốc lòng nuôi nấng, như vậy sau khi yêu thú lớn lên, sẽ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Sau khi biện pháp này được xuất bản, giá cả trứng yêu thú tăng gấp ngàn lần. Mọi người lẳng lặng nhìn trứng thú trên khay. Có chút hơi trong suốt đỏ chót, phảng phất có yêu thú ở trong đó, lúc nào cũng có thể phá xác mà ra. Ngay cả Tần Như Tuyết đối với Lý Dật không có hảo cảm, cũng hơi có chút cảm động, nhẹ giọng nói. Lý Dật, cảm tạ ngươi, lễ vật này ta rất yêu thích.
Trong lòng Lý Giật cười nở hoa, đang đắc ý phi phàm, đột nhiên một thanh âm cực không hòa hài truyền vào. Hừ, trứng yêu thú là không giả, nhưng một viên trứng yêu thú đã chết rồi lấy để làm gì? Nướng ăn, xin nhờ, tiểu bất điểm bên trong cũng đã hư rồi, không thể ăn. Người nào ăn nói linh tinh. Lý Giật ngẩn ra, nhất thời phẫn nộ quát. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài, chủ nhân của thanh âm kia, quả nhiên là hắn hận nghiến răng, ước gì đao đao lăng chỉ xử tử Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu, ngươi không hiểu nói lung tung cái rắm a. Hắn cũng không kịp nhớ hình tượng, trực tiếp thô tục quát. Vật này ngươi biết bao nhiêu tiền không? Mẹ, có thể mua 100, 1000 cái như ngươi. Lý Vân Tiêu thản nhiên cười lạnh nói. Nhiều tiền hơn nữa, cũng là cái trứng chết. Ngươi, Lý Giật giận dữ, hướng Tần Chính Bái nói. Bệ hạ, người này cố ý nhiễu loạn tiệc rượu, xin mời bệ hạ đem hắn trục xuất đi. Tần Chính cau mày hỏi. Lý Vân Tiêu, ngươi làm sao mà biết đây là một quả trứng chết? Lý Vân Tiêu nói. Bất luận ta nói như thế nào, hắn cũng sẽ chống chế. Chỉ cần đem trứng này xé ra liền biết rồi. Hừ, xé ra, thứ quý trọng như thế nếu hỏng rồi, người thường nổi sao? Lý Giật cười lạnh nói. Tần Như Tuyết cũng tràn đầy vẻ ngờ vực, dáng vẻ vô cùng không muốn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Như Tuyết nha đầu, chờ ngươi nhọc nhằn khổ sở ấp mấy tháng, phát hiện không có động tĩnh, liền biết ta nói đúng. Ngươi còn nói bậy. Lý Giật tức giận nói. Bệ hạ, khẩn cầu đem người này loạn côn đánh ra đi. Tần Chính uy thế nói. Lý Vân Tiêu, nói chuyện phải thận trọng, không có chứng cứ cũng đừng mở miệng nói lung tung. Nể tình ngươi cứu chị công chúa có công, chuyện này liền coi như thôi, nhưng không thể nói lung tung. Lý Vân Tiêu không nói gì lắc lắc đầu, viên trứng thú kia bất kể là màu sắc hay thần thức nhận biết, đều là trứng chết không thể nghi ngờ. Nhưng vật này quá mức quý giá, gặp người không nhiều, vì lẽ đó cũng không ai biết. Sau khi hơi tẻ ngắt, đại vương tử Tần Dương cười vỗ tay một cái, thủ hạ nhất thời mang lên hai cái khay, đi tới Lạc Vân Thường cùng Tần Như Tuyết. Mở ra xem, nhất thời tất cả mọi người mắt sáng lên, dồn dập khiếp sợ. Tần Dương lộ ra vẻ đắc ý, cười nói. 10 khối cực phẩm nguyên thạch này chúc Lạc thống lĩnh sớm ngày đột phá vũ quân, trở thành vũ vương cường giả thứ 3 của vương quốc. 10 viên long nhãn chân châu kia chúc Như Tuyết muội muội càng ngày càng xinh đẹp, sớm ngày gả cho lang quân như ý. Long nhãn chân châu, tuy rằng không bằng Đông Hải Minh Nguyệt Châu nhưng ít nhất cũng phải mấy vạn kim tệ một viên. Lập tức bê ra 10 viên, tài vận có thể nói kinh khủng. Nhưng để mọi người khiếp sợ là 10 khối cực phẩm nguyên thạch kia. Phải biết võ giả tu luyện tới phía sau, đối với nguyên thạch ỷ lại là càng lúc càng lớn. Trên thị trường tỷ lệ hối đoái nguyên thạch là một khối cực phẩm nguyên thạch hối đoái 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, một khối thượng phẩm nguyên thạch hối đoái 100 khối trung phẩm nguyên thạch, một khối trung phẩm nguyên thạch hối đoái 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Không nói võ giả bình thường đều là sử dụng hạ phẩm nguyên thạch, coi như ngươi ra 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, người ta cũng sẽ không chịu hối đoái 10 khối cực phẩm nguyên thạch cho ngươi. Bởi vì cực phẩm nguyên thạch tồn lượng cực kỳ ít ỏi, tác dụng rộng khắp. Giá cả 10 viên cực phẩm nguyên thạch này, càng là cách xa trứng yêu thú. Lần này không chỉ là Lạc Vân Thường, ngay cả Tiêu Khinh Vương cũng là thần sắc hơi động, có chút động lòng. 10 viên long nhãn chân châu tuy rằng quý giá, nhưng so với 10 khối cực phẩm nguyên thạch kia, là bùn vân khác biệt. Điều này cũng từ một phương diện phản ứng tâm thái của đại vương tử Tần Dương. Tuy rằng nha đầu Như Tuyết thân phận cao quý, nhưng ở trong mắt hắn là người vô dụng. Nắm mấy viên chân châu đuổi đi là được, mà Lạc Vân Thường lại hoàn toàn khác nhau. Nàng không chỉ là một trong 5 vị thống lĩnh của Trấn Quốc thần vệ, hơn nữa bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến tứ tượng cảnh vũ quân, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại còn lên cấp thuật luyện sư, quả thực chính là người số 1 trên ngàn năm qua của Thiên Thủy Quốc, ngoại trừ Dương Địch. Tần Dương là đại vương tử, vì lẽ đó nhất định phải dùng tư duy đế vương đi suy nghĩ vấn đề. Lôi kéo Lạc Vân Thường. Dưới cái nhìn của hắn không chỉ có đối với mình leo lên vương vị trợ giúp rất lớn, hơn nữa tương lai đối với quốc gia xã tắc ổn định, cũng là một nhân tố trọng yếu. Lúc này mới bỏ ra vốn lớn mua 10 khối cực phẩm nguyên thạch. Hơn nữa, Lạc Vân Thường cũng là mỹ nữ ít có loại hương thơm cao ngạo, Tần Dương cũng đã sớm chân thành không ngớt. Nhiều lần phái người biểu đạt tâm ý, nhưng đều không ngoại lệ lạnh nhạt hồi phục. Lạc Vân Thường tự nhiên biết ý của hắn, nhàn nhạt lui bước nói.
Đại vương tử lễ vật quá nặng, Vân Thường không dám thu. Tần Dương từ trên tiệc rượu đi ra, chỉnh y phục, nhanh chân đi đến trước mặt Lạc Vân Thường, hai tay nâng lễ vật nói. Vân Thường, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi còn không rõ. Hôm nay ngay ở trước mặt hết thảy văn võ bá quan, Tần Dương ta hướng về ngươi cầu hôn. Gả cho ta đi, Vân Thường. Hắn đột nhiên quỳ xuống một chân, ánh mắt lấp lánh. Rào. Tất cả mọi người đều là một trận ồ lên, đại vương tử dĩ nhiên ở trước mặt mọi người cầu hôn, hơn nữa là quỳ xuống một chân. Tần Dương bất luận tướng mạo hay là thực lực, đều là nhân tuyển tốt nhất, tuy rằng không sánh bằng Lạc Vân Thường, nhưng ở toàn bộ Thiên Thủy Quốc, nam tử có thể vượt qua hắn thực là không nhiều. Hơn nữa hắn là vương tử cao quý, dĩ nhiên thả xuống tư thái như vậy. Hắn quỳ cầu hôn như vậy, nhất thời không biết nát bao nhiêu trái tim khuê nữ. Lạc Vân Thường cũng đột nhiên dại ra, nàng bỗng biến sắc, nguyên lực trong tay hơi cổ động, nhất thời một luồng lực vô hình đem Tần Dương thắt lên, lạnh giọng nói. Đại vương tử, ngươi lại làm càn như vậy, đừng trách Vân Thường trở mặt. Tần Dương hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy khó có thể tin tưởng được, mình cũng làm đến trình độ này, lại vẫn bị đối phương từ chối, hắn có chút thất thố, cả giận nói. Vân Thường, ta biết mình không xứng với ngươi, thế nhưng tại Thiên Thủy Quốc, ngoại trừ Tần Dương ta ra, sẽ không có người xứng đáng với ngươi. Hai mắt của Lạc Vân Thường hơi lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Đại vương tử, ngươi thất thố rồi. Trong đôi mắt Tần Dương tuôn ra tức giận, tê thanh nói. Ngươi có phải là có người trong lòng? Hắn là ai? Nói cho ta. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Người trong lòng. Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức trầm mặc lên. Toàn bộ phòng yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám nói một tiếng. Quốc vương Tần Chính cũng là hai mắt ngưng tụ, ánh mắt vẫn đục hơi có chút trong suốt lên. Quả nhiên, hắn đến cùng là ai? Tần Dương cười thảm một tiếng, cả giận nói. Nếu như có thể vượt qua ta, ta liền tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên lắng nghe, đều rất muốn biết, người yêu của mỹ nữ lãnh ngạo đệ nhất vương quốc này đến cùng là ai? Lý Vân Tiêu cũng ngừng chén rượu ở trong tay, như có hứng thú nhìn Lạc Vân Thường, thầm nghĩ không biết vị cao nhân nào bắt được phương tâm mỹ nhân như vậy. Sắc mặt Lạc Vân Thường đột nhiên trở nên hơi cô đơn lên, ánh mắt nàng khẽ nâng lên, tựa hồ hướng về phương xa vô tận, một màn chôn giấu ở nơi sâu xa trong đáy lòng 15 năm trước bỗng hiện lên ở trong đầu. Khi đó nàng chỉ là một bé gái 5 tuổi, căn bản không biết tình yêu là gì, không buồn không lo ở trên đỉnh núi Thần Tiêu Cung ngày qua ngày tu luyện. Nàng vẫn cảm thấy thiên phú của mình cũng không phải rất tốt, chỉ ít ở trong rất nhiều đồng bạn đều mạnh hơn nàng. Nhưng nàng chưa từng không vui, hơn nữa không biết tại sao, muốn so với bọn tỷ muội càng được sư phụ sủng ái. Nàng cứ sinh hoạt có quy luật như vậy, từ sáng đến tối tu luyện, cho rằng cả đời này sẽ qua như vậy. Có một lần, sau khi sư phụ xuống núi lại trở về, liền phảng phất biến thành người khác, cả ngày nổi nóng. Sư phụ hòa ái dễ gần. Lãnh diễm thanh lệ kia trở nên đa sầu đa cảm, làm việc bắt đầu ác liệt, đối với các nàng quản giáo cùng tu luyện cũng càng ngày càng bất mãn, thường thường là nổi nóng, ngay cả nàng được sư phụ sủng ái nhất, cũng không ít bị trách phạt. Khi đó nàng thường thường nghe thấy sư phụ nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ tên của một người, nàng vô cùng ngây thơ nghĩ đến, là ai đem sư phụ tức giận đến khóc lớn, sau đó chờ nàng có thực lực nhất định phải mạnh mẽ đến đánh người kia một trận. Nàng nhớ tới cái tên đó, gọi Cổ Phi Dương. Có một ngày nàng mới vừa tu luyện xong, nghe thấy bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo, thật giống như đến rất nhiều người. Trên tuyết sơn ngoại trừ sư phụ cùng sư tỷ muội ra, đồng môn trên các phong khác cũng tới, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử, nhưng lần này, nàng nhìn thấy hơn 10 tên nam tử, còn mang theo không ít tùy tùng, ở trong phòng tiếp khách, cùng sư phụ đang thương thảo chuyện gì. Nàng cảm thấy hết sức tò mò, liền trốn ở một góc trong phòng tiếp khách, lén lút nghe lén. Thần Tiêu lệnh ra, ai dám không từ, Khúc cung chủ triệu tập chúng ta đến đây, một câu nói là được, không cần làm lễ lớn như vậy. Phù Kỳ Thủy ở trong sảnh đường chắp tay nói, hiển nhiên đối với Khúc Hồng Nhan vô cùng tôn kính. Khúc Hồng Nhan một bộ thanh y, thăm thẳm ngồi ở trên bảo tọa cung chủ, khoát tay áo một cái, nhẹ giọng nói. Cửu Ngũ Chí Tôn đan chính là đan dược cấp 9 cao cấp nhất thiên hạ, bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, cách luyện chế từ lâu đã thất truyền. Trong thần cung chúng ta cũng hiếm hoi còn sót lại chừng 10 hạt, lần này cầu chư vị tới trợ thủ,
cũng chỉ có đan dược này mới lấy ra được. Mặc dù là cửu thiên vũ đế, sau khi dùng cũng giúp ích rất lớn. Mục Dương Húc đứng lên nói. Khúc cung chủ quá khách khí, có điều hiện nay ta đang tu luyện đến bình cảnh, có cửu ngũ chí tôn đan này tất nhiên có thể thành công đột phá, vậy ta sẽ không khách khí. Ngoại trừ lần này đối phó Cổ Phi Dương gia, sau này nếu như cung chủ có dặn dò, Mục Dương Húc ta không dám không theo. Loan Quân Hạo tay vuốt chòm râu, khẽ cười nói. Vì đối phó Cổ Phi Dương, Khúc cung chủ dĩ nhiên cam lòng lấy 10 viên cửu ngũ chí tôn đan, không khỏi cũng quá đề cao Cổ Phi Dương này a. Không Nguyên Khôi nói. Loan Quân Hạo, người chớ có khinh thường. Lần này trên thiên địa phong vân bảng, Cổ Phi Dương xếp hạng thứ 3, thực lực không phải chúng ta có thể chống lại. Trong mắt Loan Quân Hạo lộ ra một tia miệt thị, hừ lạnh nói. Lần này xếp hạng thiên địa phong vân bảng, ta vừa lúc bế quan tu luyện một thần thông vô cùng lợi hại, cho nên mới bỏ qua. Hiện tại vừa vặn thần thông đại thành, đang lo không ai kiểm nghiệm một hồi đây này. Không Nguyên Khôi lạnh lùng nói. Nói như vậy, đợi lát nữa Cổ Phi Dương đến, một mình ngươi liền đầy đủ ứng phó rồi. Loan Quân Hạo đánh cái ha ha. Tận lực đi, có điều vẫn là mọi người cùng nhau ra tay càng bảo hiểm. Trần Phi Chu kinh ngạc nói. Loan Quân Hạo, người đến tột cùng luyện thần thông cỡ nào, dĩ nhiên có lòng tin một mình đấu với Cổ Phi Dương. Loan Quân Hạo cười không nói, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, lúc này mới cười nói. Không biết chư vị có từng nghe nói qua Hằng Hà Đại Thủ Ấn? Hằng Hà Đại Thủ Ấn, trong lòng mọi người đều chấn động, Trần Phi Chu nhất thời nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ là vạn năm trước đây đại lục đệ nhất nhân, Hằng Hà Vũ Đế Hằng Hà Đại Thủ Ấn? Trong đôi mắt Loan Quân Hạo bắn mạnh ra một đạo hàn quang, tràn đầy tự tin nói. Không sai, chính là đỉnh cao võ kỹ của Hằng Hà Vũ Đế. Đừng nói là Cổ Phi Dương, coi như là Bá Thiên Vũ Đế Vu Trường không đến, ở dưới Hằng Hà Đại Thủ Ấn của ta, bất diệt kim thân của hắn cũng phải nát tan. Ha ha! Tư Trần Hải cất tiếng cười to nói. Nguyên bản ta còn có chút bận tâm, hiện tại Quân Hạo huynh luyện thành Hằng Hà Đại Thủ Ấn, tại hạ bất tài, cũng ở trước đây không lâu từ trong một di tích cổ tìm được một thanh cấp 9 huyền binh luân hồi thương, phối hợp bách chiến thương pháp của ta, cũng là thần cản giết thần, ma chặn đồ ma. Ôn Quốc Hầu cũng gật đầu cười nói. Không phải sao, 10 người chúng ta đều là cửu thiên cảnh vũ đế, cộng thêm Khúc cung chủ, đừng nói một người Cổ Phi Dương, coi như là ba người đầu trên thiên địa phong vân bảng kia đều đến, cũng đừng nghĩ sống sót trở lại. Tư Trần Hải cười lạnh nói. Ta hiện tại lo lắng chính là, Cổ Phi Dương biết chúng ta nhiều người tụ tập như vậy, trận ước chiến này hắn không dám tới thì sao? Trên mặt Khúc Hồng Nhan vẫn một mặt điềm tĩnh, trong tròng mắt lướt qua một tia mệt mỏi, từ tốn nói. Chư vị yên tâm, nếu Cổ Phi Dương không dám tới, coi như là hắn thất bại, ta sẽ thủ tín đem cửu ngũ chí tôn đan tặng cho chư vị. Trong đôi mắt Loan Quân Hạo tinh mang điểm điểm, cười nói. Như vậy rất tốt. Ta phỏng chừng hắn là sẽ không dám đến. Nhưng có thể xem tiên cảnh ở Thần Tiêu Cung, cũng không uổng công du lịch a. Thần Tiêu Cung chính là tiên cảnh có tiếng nhân gian, Lạc Tuyết Phong càng là tọa lạc ở phần cuối thiên chỉ, đỉnh cao trên biển mây, toàn bộ cung điện hướng ra phía ngoài nhìn tới, một mảnh thiên âm lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Trong Thần Tiêu Cung là mỹ nữ như mây, không có mời, bất kỳ nam tử nào cũng không dám đặt chân nửa bước. Một lần hội tụ đông đảo nam nhân như vậy ở trên đỉnh Lạc Tuyết Phong, Thần Tiêu Cung thành lập vạn năm tới nay là chưa bao giờ có. Một đám người đứng ở trong phòng tiếp khách, dùng rượu ngon nhân gian, lắng nghe thiên âm, nhìn ở ngoài cung vân hải sóng lên sóng xuống, dáng vẻ thích ý, ý cười trên mặt không giảm. Phù Kỳ Thủy nâng chén trà nói. Ha ha, thoải mái, Thần Tiêu Cung quả nhiên là nhân gian tiên cảnh a, ta xem Cổ Phi Dương này là sẽ không tới. Mọi người chè chén một phen cũng không uổng công chuyến này. Mọi người nâng chén ngôn hoan, chuyện trò vui vẻ, Loan Quân Hạo cười lạnh nói. Cái gì phá quân vũ đế, cái gì thiên địa phong vân bảng đệ tam, chỉ thường thôi. Tư Trần Hải cười to nói. Điều này cũng không có thể trách hắn, nếu biết có 11 tên vũ đế đang chờ hắn, mặc cho ai cũng không dám đến hẹn a, ha ha. Nghệ Nguyên vẫn im lặng không lên tiếng đột nhiên nói. Các ngươi nói, Cổ Phi Dương có thể mang giúp đỡ đến hay không? Nếu hắn cũng mời 10 tên vũ đế trợ quyền, cuộc chiến đấu này liền khốc liệt. Mọi người đều cả kinh, dồn dập nghĩ đến loại khả năng này,
tâm tình vui sướng mơ hồ lấp một tầng sầu lo, Loan Quân Hạo lạnh lùng nói. Coi như là 10 đánh 10, chúng ta cũng chưa chắc thua. Đến thời điểm Cổ Phi Dương giao cho ta là được. Khúc Hồng Nhan nằm nghiêng ở ghế trên, tay ngọc gối lên trán, nhìn mọi người phía dưới, đáy lòng sinh ra một tia chán ghét, lạnh lùng nói. Cổ Phi Dương hắn sẽ không mời giúp đỡ. Tư Trần Hải hỏi. Vì sao cung chủ chắc chắn như thế? Trong mắt Khúc Hồng Nhan hiện ra một tia hoang mang, dịu dàng than thở. Bởi vì hắn đã đến rồi. Cái gì, đã đến rồi, ở nơi nào? Tất cả mọi người giật mình, dồn dập cảnh giới lên, thần thức như sóng biển khuếch tán ra, nhưng trên toàn bộ Vân Hải, lại không cảm ứng được nửa phần. Loan Quân Hạo lạnh lùng nói. Cung chủ hẳn là đoán sai. Khúc Hồng Nhan thở dài nói. Ta không có đoán, các ngươi không có phát hiện, gió nổi lên rồi sao? Nổi gió. Mục Dương Húc cau mày nói. Nơi này tọa lạc ở trên đỉnh núi, nổi gió là rất bình thường a. Đột nhiên trong phòng tiếp khách, mọi người hơi cảm thấy một trận gió lướt nhẹ qua mặt, góc áo trên người bị nhẹ nhàng thổi lên, tất cả đều đột nhiên biến sắc, dồn dập cảnh giác lên. Ở ngoài phòng tiếp khách, một vệt kim quang từ phía chân trời khuếch tán ra, trên toàn bộ Vân Hải soi sáng một mảnh ánh vàng chói lọi, đột nhiên tầng mây lăn lộn, ầm 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 mà lên, lại như là hơi nước bốc hơi, ở trong toàn bộ đất trời sôi trào lên. Đại phong khởi hề vân phi dương. Vân Hải đầy trời chịu đến sức hút vô tận dẫn dắt, dồn dập hướng về bầu trời hội tụ đi, Vân Hải trên toàn bộ Thần Tiêu Cung bị lấy ra hết sạch, núi sông xanh tươi tú lệ ở trong mấy chục ngàn năm qua lần thứ nhất từ trong mây mù hiển hiện. Trên bầu trời hình thành một vân thủ màu vàng phô thiên cái địa, rộng lớn vô biên, đâm người nhói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Cự thủ này, như thần linh giáng thế, bỗng nhiên ầm ầm hạ xuống, mang theo thiên uy cuồn cuộn. Thiên địa lên phong vân do ta quản. Nhìn thiên uy cuồn cuộn như thiên thạch rơi xuống đất, mọi người hoàn toàn biến sắc, Phù Kỳ Thủy vội vàng giống to lên. Sức mạnh thật lớn, chư vị cùng ra tay, tuyệt đối không nên giấu giốt. Con người của Loan Quân Hạo đột nhiên co rút, sợ hãi nói. Làm sao có khả năng cường đại như thế? Hằng Hà đại thủ ấn, nổ ra cho ta. Một đạo Hằng Hà biến ảo ở trong lòng bàn tay, đột nhiên thả ra, như hải nạp bách xuyên, bao quát vạn thế. Trên trán Tư Trần Hải cũng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, một cây trường thương màu vàng óng phá không mà đến, nắm trong tay đột nhiên tỏa ra ánh vàng. Siêu cấp 9 huyền binh, bách chiến thần thương. Tám người còn lại cũng không dám bất cẩn, vội vàng đem tuyệt học mạnh nhất của mình triển khai ra. Mặc Xương Bá Chỉ, Chân Truyền Long Ấn, Thiên Vũ Phật Thủ, Vô Tướng Oanh Lôi Thiểm, Huyền Băng Thần Quyền, Bách Luyện Lưu Diễm Đao, Vô Ngân Quỷ Trưởng, Linh Long Hoàng Chỉ. Trong lúc nhất thời, trên Lạc Tuyết Phong ánh sáng võ kỹ phóng lên trời, toàn bộ thiên địa ở dưới những năng lượng này bắt đầu vỡ ra. Tất cả lực lượng đụng vào lẫn nhau, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một hắc động lớn, hết thảy ánh sáng toàn bộ bị thôn phệ vào, phảng phất trời đất sụp đổ, hoàn vũ tan vỡ. Uống! Một tiếng hét lớn từ phía chân trời truyền đến, bỗng nhiên bầu trời tối tăm trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng, hết thảy sức mạnh trong nháy mắt bị đánh tan toàn bộ. Một ánh vàng từ đám mây bay xuống, mạnh mẽ nổ xuống trên Lạc Tuyết Phong. Kỳ quái chính là, ánh hào quang này đánh xuống, lại không có sản sinh nửa điểm tiếng vang, chỉ nghe 10 tiếng kêu thảm thiết, liền nhìn thấy 10 bóng người dồn dập bay ra ngoài, 10 tên vũ đế tất cả đều là nội phủ vỡ tan, trọng thương nằm trên đất. Trong mắt mọi người tất cả đều là vẻ sợ hãi, đều là cửu thiên vũ đế, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy. Toàn bộ quá trình, Khúc Hồng Nhan lại chưa hề động một chút, nàng lẳng lặng ngồi trên ghế. Si ngốc nhìn Vân Hải do kim quang ngưng tụ, trong hai mắt của nàng lộ ra vẻ si mê. Khóe miệng càng là cong lên một nụ cười. Vẫn là hắn đẹp trai nhất. Chỉ là nụ cười này tràn đầy cay đắng. Sau khi Vân Hải ngưng tụ thành một trường, hơn nửa đã tiêu tan vô hình. Còn lại một ít vân thủy khí chậm rãi ngưng tụ thành một đạo trường thê, từ phía chân trời rơi thẳng vào trên Lạc Tuyết Phong. Toàn bộ bầu trời hiện ra một mảnh trong sáng, chỉ có một đạo ánh sáng lóa mắt hiện lên ở phía chân trời, chói mắt vô cùng. Trong vầng sáng chậm rãi thoáng hiện, là một đôi mắt mỹ như sao. Tiểu Vân thường trốn ở trong góc triệt để dại ra, đôi mắt kia là hào quang mê người như vậy, vẻn vẹn là nhìn một chút, nhưng đủ khiến nàng vĩnh sinh khó quên. Con người của Tiểu Vân thường chậm rãi lớn lên,
vầng sáng kia lại đột nhiên hóa thành điểm điểm huỳnh mang tiêu tan ở trong hư không. Chủ nhân con mắt kia một bộ bạch y, chậm rãi từ trên thang mây đi xuống. Loan Quân Hạo rơi vào cách cung điện không xa, nhìn bóng người Cổ Phi Dương chậm rãi đi xuống, nội tâm hết sức ngơ ngác, nghĩ đến mình lúc trước nói khoác, nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh tràn trề, liều mạng kêu lên. Cổ đại nhân, ta không phải hữu tâm, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân. Hãy bỏ qua cho ta đi, sau này ta không dám nữa. Hắn một đời tu vi đến không dễ, nơi nào chịu dễ dàng chết ở đây, nhất thời mở miệng xin tha. Cổ Phi Dương từng bước một đi tới đỉnh Lạc Tuyết Phong, song mắt sáng như sao, nhìn khúc Hồng Nhan, đột nhiên thở dài nói. Hồng Nhan, vì sao khổ như thế chứ? Lúc này Loan Quân Hạo mới phát hiện, Cổ Phi Dương căn bản không có liếc hắn một cái, hoàn toàn là tiểu nhân vật như hắn tự mình lo lắng, thật giống như một con kiến nhỏ, cảm thấy mọi người đều nhìn kỹ nó, nhưng trên thực tế chỉ là một con kiến nhỏ đáng thương. Loại tâm ý bị xem thường nhục nhã kia nhất thời xông lên đầu, hận đến nghiến răng, nhưng không dám hé răng, chỉ có thể oán độc nhìn chằm chằm Cổ Phi Dương. Khúc Hồng Nhan nhẹ nhàng thở dài, một điểm lệ quang thiểm lạc, khẽ nói. Hồng Nhan vì ai vũ một khúc, ai vì Hồng Nhan khuynh thiên hạ. Liền để ta lại vì ngươi múa một vũ khúc đi. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng mang theo đau thương nhàn nhạt, một bộ quần áo màu hồng không khác nào tà dương hiện lên đám mây, phong thái xuất trần. Nguyên bản bốn phía náo động, đều trong nháy mắt yên tĩnh lại, vừa nãy Vân Hải cùng sát khí phun trào, đều trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh, chỉ để lại thanh ảnh nhàn nhạt ở trong mây múa lên. Cổ Phi Dương than thở. Chăm chú ngươi liền thua. Khúc Hồng Nhan cười khổ nói. Nguyên lai ngay từ đầu ta liền thua. Nàng xóa đi nước mắt trong mắt, đột nhiên lạnh lùng nói. Cổ Phi Dương, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Cổ Phi Dương than thở. Ngươi không phải đối thủ của ta, 10 cái run rế này cũng không đỡ nổi một đòn, ngươi làm sao giết ta? Khúc Hồng Nhan cười lạnh nói. Ta mời 10 người này đến, chỉ là vì hao tổn một điểm chân khí của ngươi mà thôi. Không nghĩ tới những người này rác rưởi như vậy, ngay cả một chiêu của ngươi cũng không đón được. Nàng chậm rãi giơ lên một thanh bảo kiếm trong tay, một đạo quang mang màu tím hiện lên, trong nháy mắt toàn bộ Lạc Tuyết Phong tràn ngập tử khí. Mấy cung trang nữ tử cách xa ở mấy ngọn núi khác, từng người thủ hộ một viễn cổ trận pháp. Đột nhiên cũng trong lúc đó dồn dập dương đôi mắt, cả kinh nói. Là tín hiệu của cung chủ, bắt đầu rồi sao? Tổng cộng 7 tên cung trang phụ nhân, đồng thời sử dụng các loại quyết ấn, đánh vào trong viễn cổ trận pháp. Nhất thời tổng cộng 7 vệt sáng xông thẳng tới chân trời, hóa thành tử quang vô tận, phá không mà tới. Ánh sáng đầy trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh tử hà. Trên bầu trời lấp lóe đầy sao lốm đốm, đem toàn bộ Thần Tiêu Cung bao phủ ở trong đó. Tử vi tinh đấu đại trận. Cổ Phi Dương biến sắc, than thở. Xem ra ngươi thật sự muốn đưa ta vào chỗ chết. Khúc Hồng Nhan một mặt cười thảm, lạnh lùng nói. Hộ sơn đại trận của Thần Tiêu Cung tạo mấy vạn năm, đã có mấy ngàn năm không có sử dụng tới. Ngày hôm nay đệ tử chẳng ra gì Khúc Hồng Nhan. Muốn bằng vào đại trận cùng Tử Tiêu bảo kiếm trong tay chém giết Cổ Phi Dương ở trên Lạc Tuyết Phong. Mạn Thiên Tinh Thần tỏa ra tử khí vô tận, hóa thành điểm điểm hoa rơi, ở trong hư không cuốn lên, hướng về Cổ Phi Dương bao phủ đi. Dưới chân Cổ Phi Dương nhẹ lướt, thân thể hóa thành như lạc diệp, tao nhã hướng phía sau tung bay. Tử vi tinh đấu đại trận có thể xúc động tinh thần chi lực, Thần Tiêu bảo kiếm trong tay ta có thể hấp thu núi sông địa thế oai của Thần Tiêu Cung. Ở trên Lạc Tuyết Phong, dưới tử vi tinh, ta chính là một phương thần linh, Cổ Phi Dương, mặc ngươi bản lĩnh thông thiên, ngày hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Cổ Phi Dương đứng thẳng người lên, ống tay áo ngọc bạch không gió mà bay, giống như lưu vân ở bên cạnh hắn phun trào. Hắn tựa hồ không có cảm thấy người đến quấy rối, ánh mắt chỉ ngưng chú trên tay phải của mình, không biết khi nào, trong tay có thêm một thanh trường kiếm giản dị tự nhiên, hắn nhẹ giọng nói. Bạn cũ. Xem ngươi. Một đạo ánh sáng phảng phất từ cửu thiên cắt phá tinh hà, chậm rãi đổ xuống. Hắn tựa như thần linh cầm bảo kiếm trong tay, bồng bềnh như mây, sắp sửa vũ hóa đăng thiên. Đột nhiên trường kiếm phát sinh tiếng long ngâm, thân kiếm bắt đầu kịch liệt lớn lên thành một đại đao. Thân đao như nước, trên mặt có khắc nhật nguyệt núi sông, hoa trùng chim thú, còn có từng trận long ngâm, từng đạo ánh sáng ở trên đao truyền ra. Mặc ngươi có ngàn tỷ ngôi sao,
ta một chiêu kiếm chém nát. Kiếm chạm tinh thần, bế nghệ thiên hạ. Vẻ mặt Khúc Hồng Nhan khẽ biến, Tử Tiêu bảo kiếm ở trong tay thả ra tử khí trùng thiên, tuyệt đại dung nhan của nàng dường như hóa thân kiếm linh, tràn ra điểm điểm linh quang, khẽ quát nói. Nhất Dạ Huyền Xương Lạc Tử Tiêu, Mạc Vấn Thương Sinh Vấn Quỷ Thần. Tử Tiêu thần kiếm, Thương Sinh Mạc Vấn. Một chiêu kiếm bế nghệ thiên hạ, một chiêu kiếm Thương Sinh Mạc Vấn. Vạn ngàn ngôi sao ở trong con ngươi của Tiểu Vân Thường tiêu tan, một luồng thiên địa uy thế khó có thể ức chế tràn ngập toàn bộ không gian, nàng chỉ cảm thấy ngực dị thường khó chịu, trong đầu bắt đầu dần dần mất đi ý thức. Nàng nỗ lực mở to hai mắt, chính là vì nhìn nhiều nam tử tuyệt đại phong trần kia, cặp ánh mắt như sao như nước kia. Nhưng cô áp lực kia thực sự quá mạnh mẽ, mặc nàng chống đỡ làm sao, rốt cục cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Ký ức của Lạc Vân Thường chấm dứt ở đây. Lúc đó nàng cũng hôn mê. Chờ thời điểm tỉnh lại lần nữa, liền nghe nói cung chủ bế quan. Tỷ muội còn lại đi hết, dồn dập nương nhờ vào sư thúc sư bá khác, toàn bộ Lạc Tuyết Phong không có người nào. Mà nàng, dứt khoát lựa chọn rời đi Thần Tiêu Cung, bắt đầu ở trên đại lục lang thang. Vì là, chỉ muốn lần thứ hai liếc mắt nhìn cặp mắt kia. Lúc này nàng mới biết, ngày đó kết cục là sư phụ thất bại. Phá Quân Vũ Đế Cổ Phi Dương một chiêu bại thập đại cửu thiên vũ đế, lực ép Thần Tiêu Cung cung chủ Khúc Hồng Nhan, toàn bộ thiên vũ đại lục náo động, tên tuổi của Cổ Phi Dương như mặt trời ban trưa. Nhưng vào lúc này, lại truyền đến tin tức Cổ Phi Dương ngã xuống Thiên Đãng Sơn Mạch. Lạc Vân Thường bất luận làm sao cũng không thể tin được, nam tử có cặp mắt như thần linh kia sẽ chết, thử hỏi trong thiên địa này ai có thể giết hắn. Sau đó, nàng đi tới Thiên Thủy Quốc. Liền ở lại Già Lam Học Viện. Chỉ vì nơi đó là toàn bộ thiên vũ đại lục, nơi duy nhất có thánh tượng của Cổ Phi Dương. Tâm tư từ 15 năm trước quay lại, ánh mắt của Lạc Vân Thường lộ ra vẻ cô đơn vô hạn, ánh mắt của nàng tựa hồ vô tình hay cố ý điểm qua trên người Lý Vân Tiêu, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Ngày đó trên diễn võ trường, thần thái của thiếu niên này, dĩ nhiên cùng vũ đế thánh tượng, giống như đúc. Lạc Vân Thường khẽ cười khổ nói. Đáng tiếc ngươi không phải hắn. Hiện tại nàng còn nhớ lúc đó ánh mắt của sư phụ thê lương, tự lẩm bẩm lên. Hồng Nhan vì ai vũ một khúc, ai vì Hồng Nhan khuynh thiên hạ. Ngay cả thần tiên như sư phụ cũng không xứng với hắn, huống chi là ta. Lý Vân Tiêu tựa hồ tâm có cảm xúc, khẽ động. Tần Dương đợi nửa ngày, không gặp trả lời, lạnh lùng nói. Hắn đến cùng là ai? Ta ngay cả tư cách biết đến cũng không có sao. Lạc Vân Thường phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Dương, cười khổ một tiếng nói. Hắn, đã chết rồi. Chết, chết rồi. Tần Dương sững sờ, tất cả mọi người cũng kinh sợ. Tần Dương tức giận lúc này mới dần dần tản ra, trầm giọng nói. Chẳng cần biết hắn là ai, nhưng đã chết rồi, như vậy ta liền có cơ hội. Hắn đến cùng đã làm gì, có thể làm cho ngươi chân thành như vậy. Chỉ cần hắn có thể làm được. Ta cũng nhất định có thể làm được. Lạc Vân Thường ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, cười dị thường quyến rũ mê người, nàng khẽ nói. Ngươi cũng có thể làm được, vậy ngươi hãy nghe cho kỹ. Hóa thần hải, hắn luyện chế ra siêu phẩm huyền binh kiếm trảm tinh thần, thăng cấp thành đế cấp thuật luyện sư trẻ nhất đại lục, được tôn là thuật luyện sư công hội tổng bộ danh dự trưởng lão. Hồng Nguyệt Thành, hắn vì mỹ nhân một chiêu kiếm khuynh thành. Để một trong tam đại siêu cấp thế lực xóa tên khỏi đại lục. Đông Hải, hắn vì bằng hữu giết hết 8.000 dặm hải vực, bị hải tộc Chi Vương hạ xuống phong sát lệnh. Thánh vực, hắn lực ép quần hùng, tranh cướp thiên địa phong vân bảng đệ tam, bị phong là phá quân vũ đế. Lạc Tuyết Phong, hắn bước trên mây mà đến, một chiêu ung dung đánh bại thập đại vũ đế. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, Thần Tiêu Cung cung chủ Khúc Hồng Nhan người như thần tiên. Cũng không cách nào lưu lại tâm hắn. Còn có quá nhiều quá nhiều. Lạc Vân Thường khẽ nâng mi mắt lên, nhìn Tần Dương vẻ mặt dại ra, khẽ cười nói. Hiện tại, ngươi biết người trong lòng ta là ai chứ? Chỉ cần ngươi có thể làm được 1% của hắn, Lạc Vân Thường ta liền gả cho ngươi. Tần Dương đương nhiên biết, mỗi người ở đây đều biết. Cái tên đó, đã biến mất 15 năm, nhưng mỗi người đều như cũ trầm luân ở trong lòng. Không dám tùy ý nói ra khỏi miệng. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng đẩy thị giả ở bên người ra, dưới chân hơi điểm, cả người phiêu nhiên bay đi, hóa thành một đạo nghê hồng bay lên không, chỉ truyền đến thanh âm nhàn nhạt, uể oải.
ta có chút mệt, đi về nghỉ trước, xin lỗi. Nàng vừa đi, toàn bộ phòng yến hội xuất hiện trầm mặc lần nữa. Lý Vân Tiêu ngơ ngác ngồi ở trên ghế, trợn to mắt, cầm chén rượu trong tay ngây người như phỗng. Tần Dương trầm mặc một lúc lâu, rốt cục thở dài một tiếng. Tần Chính đột nhiên mở miệng nói. Thân thể Lạc thống lĩnh không khỏe, mọi người tiếp tục đi. Vân Thiếu, ngươi làm sao? Mộng Vũ phát hiện Lý Vân Tiêu dị dạng, dùng tay đẩy hắn một cái. Lý Vân Tiêu đột nhiên cơ linh, rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Lạc Vân Thường đã biến mất ở chân trời. Tiêu Khinh Vương cười to nói. Người trẻ tuổi tán gái phải có kiên trì mới đúng. Bé gái đều ái mộ anh hùng, nhưng dù sao Cổ Phi Dương đã chết mười mấy năm, ngươi phải kiên trì không ngừng, mặt dày mày dạn, phải biết mỹ nữ không chịu nổi mài a. Tần Dương khổ sở nói. Đa tạ Tiêu thống lĩnh chỉ điểm. Hắn có chút cụt hứng ngồi trở lại vị trí của mình. Nhị vương tử Tần Nguyệt thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy trái tim của hắn nhảy đến trong cổ họng. Nếu Lạc Vân Thường đáp ứng lời cầu hôn của Tần Dương này không chỉ có thêm một tên thuật luyện sư cùng vũ quân giúp đỡ, hơn nữa càng có thêm một đội trấn quốc thần vệ chống đỡ, đây chính là một luồng sức mạnh tuyệt cường. Hắn thấy Lạc Vân Thường từ chối, nội tâm mới hơi nới lỏng, mỉm cười đứng ra, bắt đầu hiến vật quý cho Tần Như Tuyết. Tiệc rượu trải qua một khúc nhạc dạo ngắn như thế, cũng không có bị ảnh hưởng, mọi người tiếp tục vui vẻ ăn uống. Mặc dù Tần Dương có chút cô đơn, nhưng cũng không để ý lắm. Bởi vì trên tình trường bại bởi Cổ Phi Dương, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Mộng Bạch nhẹ nhàng cắn một cái đùi dê, đột nhiên hỏi. Sư phụ, ta nghĩ nửa ngày, cũng không biết người mỹ nữ vừa nãy kia nói là ai, người biết không? Hẳn là Dương Địch đại nhân sao? Dương Địch vốn là người của Thiên Thủy Quốc, tất cả bách tính đều biết, địa vị như thần linh. Mộng Vũ lườm hắn một cái, phổ cập khoa học nói. Hắn là ân sư của Dương Địch đại nhân, tuyệt đại cường giả Cổ Phi Dương đại nhân. Tòa thánh tượng trong Già Lam trong học viện kia chính là hắn. Qua, hóa ra là hắn, pho tượng kia ta đã thấy, tuy rằng rất uy phong, nhưng cũng không soái a. Mộng Bạch không hiểu nói. Ngay cả mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng không muốn, lẽ nào hắn là tên ngu đần? Khặc, khặc, Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm rượu, liều mạng ho khan, cả giận nói. Ngươi biết cái gì, kia gọi là lướt trong trăm khóm hoa, mảnh diệp không dính thân. Thí, ta nhìn hắn không phải ngu đần chính là pha lê. Mộng Bạch lầm bầm lên. Trần ca, Hàn ca, các ngươi nói sao? Trần Chân cũng cười to lên. Ha ha. Không sai, ta cũng cảm thấy đứa kia là pha lê. Tuy rằng ta chưa từng thấy Thần Tiêu cung cung chủ, nhưng được khen là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tất nhiên là nhân vật tiêu hồn giống như thần tiên, ai có thể không động tâm. Ồ, Vân Thiếu, sắc mặt của ngươi làm sao khó nhìn như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng tên pha lê kia có một chân, ngươi sẽ không kiếm qua xà phòng cho pha lê kia chứ? Ha ha, hắn tả một pha lê, hữu một pha lê, nói mà sắc mặt Lý Vân Tiêu xám ngắt. Cả giận nói. Các ngươi đối với võ đạo tiền bối không tôn trọng như vậy sao? Tôn trọng cái giám a? Trần Chân kêu gào nói. Không phải là thực lực mạnh hơn chúng ta một chút xíu sao? Không phải là giết người tàn nhẫn một chút sao? Ngươi xem một chút những mỹ nữ này, nghe đến danh tự Cổ Phi Dương liền ngây ngất, đệt. Bằng vào điểm này, hắn chính là công địch của toàn bộ nam nhân trên đại lục. Hàn Bách, ngươi nói đi. Hàn Bách cũng thật lòng gật gật đầu, nghiêm nghị nói. Đương nhiên, ngay cả đại mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng chân thành cho hắn, quả thực là tội đáng muôn chết, chết chưa hết tội a. Vân Thiếu, ngươi nói đúng chứ? Lý Vân Tiêu. Mộng Vũ tức giận nói. Các ngươi đừng vội nói bậy chửi bới Cổ Phi Dương đại nhân, nói thêm câu nữa ta liền đi nói cho Lạc lão sư. Hừ, lấy ái mộ của Lạc lão sư đối với Cổ Phi Dương đại nhân, các ngươi biết hậu quả. Trần Chân cùng Hàn Bách nhất thời cả kinh, sợ đến đem đầu lưỡi rụt trở lại. Mộng Bạch thì lại không kiêng dè gì, hét lớn. Sợ cái gì, hắn chính là pha lê, làm sao? Trần Chân, Hàn ca, đừng sợ, ta ủng hộ các ngươi. Đùng! Lý Vân Tiêu một cái tát trực tiếp đem hắn vỗ bay, cả giận nói. Ngày mai đi trọng lực thất gấp 10 lần của Già Lam học viện nghỉ ngơi 10 ngày. À, không phải chứ, sư phụ. 10 ngày sẽ chết người đó.
Mộng Bạch nằm nhoài dưới bàn kêu rên lên. Hừ, Mộng Vũ cũng tức giận nói. Đâu chỉ như vậy, sau đó chính ngươi làm cơm, tự mình giặt quần áo, việc nhà toàn bộ do ngươi làm. Để ngươi còn chửi bới Cổ Phi Dương đại nhân không? Tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Mộng Bạch vẻ mặt đưa đám, nhưng không ai để ý đến hắn. Lý Vân Tiêu một trưởng vỗ Mộng Bạch, gây nên âm thanh không nhỏ, trong phòng chủ yến thỉnh thoảng có người đi vào hiến lễ, Tần Như Tuyết sớm có chút mệt mỏi, trong mắt nàng đột nhiên sáng ngời, gọi to. Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Vị trưởng tử bá tước kia đang dương dương tự đắc, thao thao bất tuyệt giới thiệu quà tặng nhất thời ngây người, cực kỳ lúng túng đứng yến trong phòng. Bá tước trong phòng thứ yến cũng bất đắc dĩ cho nhi tử một cái ánh mắt, người trưởng tử kia nhất thời lưu lại lễ vật, ảo não đi ra. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Chân cùng Hàn Bách. Chỉ là đến ăn bữa cơm, còn muốn tặng quà. Trần Chân cùng Hàn Bách đều lấy ra hai cái hộp nhỏ đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ mấy lần, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Vân Tiêu, thật giống như đang nói. Ngươi sẽ không phải ngay cả lễ vật cũng không chuẩn bị chứ? Sắc mặt Lý Vân Tiêu nhất thời xanh lên. Hừ, sẽ không có người tới ăn uống chùa chứ? Lý Giật lạnh giọng châm chọc nói. Ăn uống chùa, ha, thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được. Lý Vân Tiêu rầm gì nói. Mẹ kiếp, dám coi thường chúng ta. Sư phụ, lấy lễ vật ngươi chuẩn bị ra, để mọi người mở mang tầm mắt. Mộng Bạch khó chịu nói. Tần Như Tuyết mừng lớn nói. Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Mau mau mang lên đi. Tất cả mọi người hết sức tò mò, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Tần Chính mở hai mắt phần đục, khẽ cười nói. Như Tuyết, nếu không có Vân Tiêu cứu ngươi, hiện tại ngươi sao có thể nhảy nhót tưng bừng? Tần Như Tuyết hừ nói. Một mã quy nhất mã, nếu hắn cho lễ vật ta không hài lòng, hừ hừ. Lý Vân Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, đứng dậy cười nói. Ngươi cũng biết ta nghèo. Không có vật gì tốt mang cho ngươi, không sánh được những vương tôn quý tộc này, còn có nô tài phá sản kia, vì lẽ đó ngày hôm nay ta chỉ dự định vì ngươi gảy một khúc, chúc công chúa càng ngày càng hoạt bát đẹp đẽ. Lý Giật vừa nghe, nhất thời ồn ào cười to lên. Biểu diễn, ha ha, ngươi tên quỷ nghèo này, ai muốn nghe ngươi đánh đàn. Bên trong hoàng cung nhạc công hàng trăm hàng ngàn, đừng cho Lý gia chúng ta mất mặt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lão bát. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Chú ý thân phận của mình. Ngươi! Lý Giật tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn giận nhất chính là người ta nhắc tới vết sẹo kia. Đặc biệt ngày hôm nay ngay ở trước mặt hết thảy nhân vật thực quyền của Thiên Thủy Quốc, nội tâm hắn đã phán tử hình cho Lý Vân Tiêu. Sau khi Tần Như Tuyết sững sờ, nhất thời đại hỉ vỗ tay vui mừng gọi. Thật sao, ngươi còn có thể đánh đàn, ta muốn nghe ngươi đánh đàn. Văn võ bá quan đều âm thầm lắc đầu, người so với người tức chết người a. Mình tiêu tốn số tiền lớn mua lễ vật, cũng không gặp công chúa cười một hồi. Tiểu tử này không có tiền biểu diễn một hồi, liền có thể làm cho công chúa vui. Rất nhanh liền có nhà công cung đình đem cầm án, trường cầm, long tiên, ở trong phòng chủ yến từng cái bày ra. Tần Chính cười nói, Tĩnh Quốc công một đời chinh chiến, Phi Long tướng quân cũng lấy vũ làm đầu, không nghĩ tới hậu nhân sẽ hiểu âm luật. Lý Vân Tiêu chậm rãi đi tới cầm án, khí thế trên người bỗng bắt đầu phát sinh biến hóa. Con người của Tiêu Khinh Vương hơi co rụt lại, tuy rằng hắn không hiểu âm luật, nhưng trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra loại khí chất tông sư kia, là khiến hắn kinh hãi. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Trong mắt của hắn một trận mê ly, tựa hồ tìm đến phương xa vô tận, hắn lặng lẽ hơi đóng hai mắt, nhớ lại rừng trúc lành lạnh kia. Hắn tuấn tú như thần. Một bộ bạch y, tay áo bào không gió mà bay, lưu vân giống như ở bên cạnh hắn phun trào. Ngày đó Cổ Phi Dương, hôm nay Lý Vân Tiêu. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, ở trên trường cầm khẽ vuốt. Cầm là cầm tốt, nhưng cũng vẻn vẹn là cầm tốt mà thôi, cùng Thiên Nhạc Thần cầm của hắn không thể so sánh. Một tia hào quang hạ xuống, chậm rãi đổ xuống trên cầm, chiếu vào đầu ngón tay của Lý Vân Tiêu. Đột nhiên trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, dưới một ánh trăng. Đem hắn chiếu sáng người, nhưng hắn không hề hay biết, chỉ nhìn chăm chú vào hai tay của mình. Đây là, Quảng Lăng Tán. Hai con mắt của Tần Như Tuyết dần dần mở lớn, tiếng đàn vang lên, âm thanh thánh thót, ngay cả chim trùng kêu gọi cũng ngừng lại.
Ánh trăng dịu dịu nổi lên, đột nhiên như ngàn vạn đóa hoa tươi nở rộ, toàn bộ thiên địa biến sắc, một khúc nhạc cắt ra bóng đêm trầm nhung, lưu chuyển trong thiên địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm từ lâu im bặt, phảng phất dẫm ánh trăng mà đến, lại trở về đến bầu trời đêm vô tận. Trong phòng yến hội, khách không có một tia tiếng vang, thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai tồn tại. Hồi lâu, đột nhiên ở ngoài thính phòng có một người hô to lên. Bệ hạ, bệ hạ, cả vườn bách hoa dĩ nhiên tranh sắc. Cái gì, bách hoa làm sao sẽ ở buổi tối nở rộ? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, nhưng ở hai bên hành lang, bách hoa tranh diễm, các loại hương thơm nức mũi, mỗi người đều ngửi mà tâm thần thoải mái lên. Gió xuân qua tận bách hoa không, một khúc quảng lăng bách hoa mở. Dưới bầu trời sao, ánh trăng như nước, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Chuyện này, tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại, từ bên trong chấn động dại ra. Trong tròng mắt Tần Như Tuyết phóng ra ánh sáng, lập lòe điểm điểm oánh quang, lẩm bẩm khẽ nói. Thật là đẹp a, dưới nguyệt không bách hoa khoe sắc. Một khúc quảng lăng tán, đáng tiếc Lạc lão sư đã rời đi. Bằng không nàng nghe thấy khúc quảng lăng tán này, sẽ có cảm giác thế nào? Tiêu Khinh Vương phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhẹ giọng nói. Tương truyền năm đó Cổ Phi Dương cùng Khúc Hồng Nhan lần đầu gặp nhau, chính là ở Quỳnh Hoa Đảo Tử Trúc Lâm biểu diễn một khúc quảng lăng tán. Lúc đó sương lạnh tuyết rơi, nhưng một khúc thần nhạc, dĩ nhiên tỉnh lại hoa thần, lệnh cưỡng chế bách hoa nở rộ. Không nghĩ tới hôm nay phàm phu tục tử chúng ta cũng có thể may mắn nghe thấy. Khúc này chỉ ứng ở trên trời, nhân gian có thể gặp mấy lần. Lý Vân Tiêu cũng xúc động tiếng lòng, trong đầu lướt qua dung nhan tuyệt thế kia, than nhẹ một tiếng. Hồng Nhan vì ai vũ một khúc, ai vì Hồng Nhan khuynh thiên hạ. Ha ha, được, đàn quá tốt rồi. Tần Chính trước tiên vỗ tay, cười to nói. Chấm sống nhiều năm như vậy, bây giờ mới biết nhân gian dĩ nhiên có mỹ khúc như thế. Chấm dưỡng những cung đình nhạc sư này đều là uổng phí, ngày mai thu thập quần áo cút đi cho chấm. Quốc vương đã lên tiếng, nhất thời bách quan cùng nhau vỗ tay, dồn dập khen hay. Lý Dật sắc mặt càng là âm trầm muốn chảy ra nước, chua xót nói. Đàn hay thì lại làm sao? Một phân tiền cũng không tốn, công chúa nửa phần lợi ích thực tế cũng không được, so với chứng yêu thú của ta, kém xa lắm. Trên mặt Tần Như Tuyết nhất thời lướt qua một tia chán ghét, lạnh lùng phun ra một chữ. Tục, ngay cả Tiêu Khinh Vương cũng không nhịn được buồn nôn lên. Hôm nay lễ vật quý trọng, cùng lắm cũng chỉ một khúc như thế này thôi. Nếu như có thể tiếp tục nghe một lần, đánh đổi to lớn hơn nữa ta cũng đồng ý. Lý Dật càng là nghiến răng. Tiêu thống lĩnh sao lại nói lời ấy, muốn nghe, để hắn đàn thêm mấy lần là được. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Thần khúc nhất định phải phối hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngày đó trong Tử Trúc Lâm có mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, hôm nay hoàng cung cũng có Như Tuyết công chúa, lúc này mới có thể đàn đến hoa thần biến sắc. Ha ha. Đương nhiên những việc này ngươi là không hiểu. Lão bát, trước đây ngươi không có thời gian đi học, sau này có tiền nên đi học nhiều một chút. Lý Dật nghe mà nổi giận đùng đùng, cũng may hôm nay Lý Vân Tiêu đã không biết là bao nhiêu lần mạo phạm hắn, sau khi tức một hồi liền khôi phục, hừ lạnh một tiếng, nhưng sát khí trong ánh mắt không hề che giấu chút nào bạo lộ ra. Trên mặt Tần Như Tuyết lướt qua một tia ửng đỏ, Lý Vân Tiêu dĩ nhiên đem nàng cùng mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Khúc Hồng Nhan đánh đồng với nhau. Nhất thời phương tâm vô cùng vui vẻ, trong tròng mắt ẩn tình đưa đẩy. Sau khi Lý Dật bình phục lại tâm tình, từ chỗ ngồi đứng dậy, cao giọng nói. Hôm nay ta không chỉ có chuẩn bị lễ vật cho Lạc thống lĩnh cùng Như Tuyết công chúa, hơn nữa cũng vì Tiêu thống lĩnh chuẩn bị một lễ mọn. Bây giờ Tiêu Khinh Vương đối với hắn không có cảm tình gì, từ tốn nói. Tiêu mỗ không công không nhận lộc, Lý công tử không cần bận tâm. Trong mắt Lý Dật lóe ra một vẻ tức giận. Ngày hôm nay thật có thể nói là mọi chuyện không thuận, tất cả đều là Lý Vân Tiêu gây ra. Hắn mạnh mẽ nặn ra khuôn mặt tươi cười nói. Tại hạ nghe nói Tiêu thống lĩnh từ nhỏ cùng Bách Chiến Quốc Vũ Vương Dịch Tiểu Sơn chiến một trận thì bị nội thương, vẫn ứ đọng ở trong người không cách nào hóa giải. Lần này ta nhờ số trời run rủi cầu một viên Bích Thủy Long Tình Đan, muốn hiến cho Tiêu thống lĩnh. Trong đôi mắt Tiêu Khinh Vương tuôn ra tinh mang, động dung nói. Cấp 6 đan dược. Bích Thủy Long Tình Đan. Ngay cả người còn lại cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt Tần Chính cũng là ánh sáng lấp lóe, tựa hồ so với Tiêu Khinh Vương còn vội vàng hơn,
Lý Dật, là thật chứ? Lý Dật nhìn mọi người ánh mắt khiếp sợ, cảm giác rốt cục thở ra khẩu khí, lập tức tinh thần tỉnh táo, cười to nói. Đương nhiên, Phương Chân, còn không mau mang đan dược lên, cho Tiêu thống lĩnh sử dụng. Phương Chân chính là tâm phúc của Lý Dật, sĩ cấp thuật luyện sư mời chào mà đến, hắn cười ra khỏi hàng, lấy ra một cái hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra, một viên đan dược màu bích lục óng ánh lẳng lặng nằm ở trong đó, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phương Chân cười nói, chỉ cần Tiêu thống lĩnh ăn vào viên thuốc này, ứ thương trong cơ thể sẽ quét sạch sành sanh, ở trên võ đạo tuyệt đối có thể càng thêm tinh tiến một bước. Tiêu Khinh Vương cầm lấy viên thuốc, thân thể như núi lớn cũng bởi vì quá mức kích động mà có chút run lên. Năm đó một trận chiến, tuy rằng thắng hiểm, nhưng thương thế quá nặng, những năm gần đây võ đạo không chỉ có không tiến, trái lại từng bước lùi về sau, để hắn rất là khổ não. Hơn nữa đan dược cấp thấp đã không cách nào áp chế thương thế của hắn, hiện tại đã bắt đầu ăn mòn tuổi thọ. Nếu tùy ý xuống, sợ là sống không tới mấy năm. Điều này cũng chính là địa phương hắn cùng Tần Chính lo lắng nhất. Nếu hắn ngã xuống, Thiên Thủy quốc này chỉ còn sót lại một vị vũ vương Trung Ly Sơn, quốc lực tất nhiên giảm nhiều. Những năm gần đây bọn họ phái không ít người chung quanh cầu đan dược, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới ngay ở thời khắc tuyệt vọng, Lý Dật dĩ nhiên tìm tới Bích Thủy Long Tình đan có thể hoàn toàn chữa khỏi hắn, điều này làm cho hắn có thể không kích động sao. Tần Chính cũng rất vui mừng, cao giọng nói. Lý Dật, ngươi lần này công lao to lớn, bất luận ngươi muốn ban thưởng gì, trẫm đều cho ngươi. Lý Dật đại hỉ, vội vàng bái tạ nói. Bệ hạ, thần hy vọng có thể cưới Như Tuyết công chúa. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi, sắc mặt Tần Như Tuyết càng là trong nháy mắt trắng bệch, giận dữ nói. Lý Dật, ngươi tên nô tài này cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Phụ vương, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Trong ánh mắt Lý Dật ánh sáng lấp lóe, hắn xuất thân thấp hèn, tuy rằng ở ngoài mặt khống chế Lý gia, thế nhưng nguy cơ tứ phía, không bao nhiêu người chân chính phục hắn. Nếu muốn triệt để vươn mình, nhất định phải nắm giữ một thân phận. Mà trở thành phò mã, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Huống hồ Tần Như Tuyết cũng là đại mỹ nhân, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước. Tần Chính cũng sững sờ, nhất thời trầm mặc lên, trong lòng âm thầm trách mình quá kích động. Lập tức đem lời nói tuyệt, lần này như thế nào cho phải. Lý Dật cũng là nhìn vào điểm này, thừa nhiệt đả thiết nói. Bệ hạ, thần đối với Như Tuyết công chúa là chân tâm yêu thích. Mong bệ hạ tác thành. Tần Như Tuyết thấy Tần Chính không nói lời nào, nhất thời sốt sắng lên. Phụ vương, ngươi sẽ không thật sự. Trong mắt Tần Chính lộ ra một tia không muốn, cuối cùng trong lòng hung ác, trầm giọng nói. Như Tuyết. Không thể do ngươi tùy hứng. Lý Dật công lao to lớn, huống hồ chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi gả cho hắn, chấm cũng yên tâm. Chấm tin tưởng hắn đối với ngươi là chân tâm, bằng không há có thể cầu đến chứng yêu thú đưa cho ngươi. Hắn nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, còn muốn dùng Lý Dật đến kiểm chế Lý gia, tuy rằng con gái quý giá, nhưng so với Giang Sơn, lại đáng là gì? Cái gì? Tần Như Tuyết chỉ cảm thấy một trận khí lạnh từ trên đầu lạnh tới chân. Cả người phảng phất rơi vào trong hàn băng vạn cổ, phụ vương luôn luôn thương yêu mình nhất dĩ nhiên. Nàng vạn phần bi phẫn lấy ra viên trứng yêu thú kia, mạnh mẽ hướng không trung ném đi. Hắn cho vật này, ta không muốn. Một đạo hàn quang từ bảo kiếm trong tay của nàng phóng ra. Rầm. Trứng yêu thú ở trong không trung bị chia ra làm hai, rơi xuống đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.